Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 4. Cô ta là đàn chị, rất nhanh sẽ tốt nghiệp, ở trong trường học có thể ngây thơ, bước vào cái chảo nhuộm lớn của xã hội, ai cũng có thể bị nhiễm hồng. Có thay đổi là chuyện bình thường, đứng từ góc độ nào đó, thật ra từ lúc cô ta tốt nghiệp chúng tôi đã chấm dứt. Vốn dĩ có cảnh tượng ngày hôm nay, nói trắng ra là do lòng tự trọng của tôi quấy phá. Nhưng vừa rồi tôi đột nhiên bình tĩnh lại, bây giờ tôi và cô ta không còn là người cùng thế giới. Đến tận lúc này là do chấp niệm trong lòng tôi, sau khi hiểu rõ suy nghĩ của mình thì không có việc gì nữa. Không phải cùng một thế giới trong lời nói của Dương Bách Xuyên chính là anh là người tu chân. Nhưng Liễu Linh Linh lại hiểu sai, mắt đẹp trừng to, nói, Dương Bách Xuyên, bây giờ cậu còn chưa tốt nghiệp, đan chú nhan mang đến cho cậu một lượng tài sản phong phú, nhưng con đường về sau vẫn còn rất dài, vòng kinh thương rất lớn, cậu đừng có mà kiêu ngạo bành trướng. Bành trướng cái đầu cậu, lời nói của tôi không giống với suy nghĩ của cậu, tôi là con nhà nông, cho dù sau này phát đạt cũng sẽ không khinh thường bất cứ ai. Được rồi cũng do tôi không nói rõ, chúng ta hãy dừng chủ đề này lại, kết thúc trang này đi, tôi đưa cậu về nhà. Bây giờ Dương Bách Xuyên nói chuyện với Liễu Linh Linh rất thoải mái, hai người vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn bè, thậm chí ngay cả chính bản thân anh cũng không nói rõ được cảm của mình đối với Liễu Linh Linh. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Liễu Linh Linh trừng to mắt, nói, hư tên khốn kiếp qua cầu rút ván nhà cậu, dùng xong bà đây rồi muốn đuổi đi, cửa sổ cũng không có, bà đây muốn bao hết ngày hôm nay của cậu. À Dương Bách Xuyên nghe cô nói vậy, trong lòng toát mồ hôi, lời này của yêu tinh thần kinh quá mở ám, cái gì gọi là dùng xong? Cái gì mà bao hết, tại sao lại nghe giống như đang nói với một tên trai bao vậy hả? Cậu muốn làm sao? Dương Bách Xuyên bất đắc dĩ, nói. Hi hi, đã lâu rồi không đi ra ngoài chơi, dẫn tôi đi hóng gió đi, đi chỗ nào cũng được Liễu Linh Linh nói. Nhìn biểu tình hôm nay không buông tha cho mình của Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên không nhiều lời, chỉ lo lái xe, dù sao không thể chọc vào vị yêu tinh thần kinh này. Hai người không có mục tiêu, lái xe đi thẳng, Dương Bách Xuyên cũng muốn chạy vài vòng với con xe mới. Không biết từ lúc nào đã ra khỏi cao tốc. Nhìn thấy bảng hướng dẫn trên đường đang chỉ hướng về phía Nam Thiểm Tây, cao tốc này xuyên qua Tần Lĩnh. Dương Bách Xuyên quyết định đi thẳng tiếp, sau khi lên cao tốc được một giờ, phía trước xuất hiện một khu phục vụ núi Phượng Hoàng, nhìn qua phong cảnh không tồi, nói với Liễu Linh Linh, nếu không thì đi núi Phượng Hoàng ngắm cảnh. Cũng được, dù sao cũng là cậu lái xe, cậu quyết định địa điểm đi. Hôm nay bà đây muốn đi ra ngoài giải buồn, ha ha. Liễu Linh Linh cười hì hì, nói. Mặc dù cô đang cười, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được một sự u buồn từ trên người Liễu Linh Linh. Nhưng anh không hỏi nhiều, tâm sự của con gái, nếu người đó muốn nói cho bạn, bạn không hỏi cũng sẽ nói ra. Nếu cương quyết muốn hỏi, người ta càng không nói, nếu nói cũng chưa chắc là lời nói thật. Đi vào khu phục vụ, từ đường nhỏ quẹo thẳng vào núi Phượng Hoàng. Nửa giờ sau, một đống biệt thự xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Nhìn từ xa giống như một vết đánh dấu của Phượng Hoàng, bên trên ghi khách sạn nghỉ phép núi Phượng Hoàng. Đỗ xe, đứng ở quảng trường nhỏ trước khách sạn, nhìn núi lớn tươi tốt xanh bốn phía, Liễu Linh Linh nói, nơi này quá đẹp, Dương Bách Xuyên đi leo núi với tôi đi. Nói xong tự mình đi lên trước. Dương Bách Xuyên lắc đầu đi theo, nếu đã đến, lên núi ngắm phong cảnh cũng tốt. Cảnh khu của núi Phượng Hoàng rất lớn, có rất nhiều ngọn núi có nơi nghỉ chân. Có chùa đạo gia, cũng có miếu thờ Phật gia. Dương Bách Xuyên đọc qua tóm tắt về núi Phượng Hoàng trên biển giới thiệu cảnh khu du lịch. Bên trên ghi núi Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng hóa thành, đứng nhìn từ nơi xa nhìn rất giống hình dáng một con Phượng Hoàng. Liễu Linh Linh đi giày cao gót đi không nhanh, nhưng thấy cô hứng thú vui vẻ, đi gần một giờ, leo lên một ngọn núi nhỏ, có một đài ngắm cảnh. Cô vội vàng đi qua ngồi xuống, cởi giày ra, nói, bà đây mệt sắp chết rồi. Đã rất lâu rồi không leo núi, rất mệt nhưng cũng rất thoải mái, ha ha. Nói chuyện không tim không phổi làm cho Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, nói, đợi lát nữa tôi xem cậu xuống núi như thế nào. Không phải có người đàn ông như cậu ở đây rồi sao? Hì hì Liễu Linh Linh nói chuyện nhưng ánh mắt lại nhìn về phía biển mây giữa núi. Sương mù mây mù quanh quẩn quay cuồng xung quanh các ngọn núi lớn của núi Phượng Hoàng, cảnh đẹp mê người. Trong sách nói đứng cao nhìn xa,
có thể làm cho tâm cảnh của con người trống trải, lời này không sai một chút nào. Cho dù là Liễu Linh Linh hay Dương Bách Xuyên cũng bị cảnh đẹp của đỉnh núi quyến rũ, không ai nói gì, chỉ đứng yên nhìn biển mây xa xa. Qua một lúc, đột nhiên Liễu Linh Linh mở miệng níu, tôi sắp phải đi du học nước ngoài. Dương Bách Xuyên sửng số, đột nhiên cảm giác trong lòng không dễ chịu, cố gắng cười nói, chuyện tốt, đi đâu? Nước Pháp, anh trai tôi cũng ở bên đó, sắp tốt nghiệp, cậu có dự định gì chưa? Lúc này Liễu Linh Linh đột nhiên lại yên lặng. Dương Bách Xuyên cười ha ha, nói, tìm một công ty có tiếng đi làm, cho bà của tôi nhìn, bà vẫn luôn hy vọng tốt nghiệp đại học có thể tìm được một công việc sáng đi tối về, ngồi văn phòng làm việc. Sau đó cố gắng kiếm tiền cưới một cô vợ xinh đẹp. Phụt, Liễu Linh Linh bật cười, nhìn đống tiền đồ này của cậu, bây giờ đan chú nhan có thể mang đến cho cậu lãi suất mấy ngàn vạn trên một năm. Hơn nữa công ty mới đã thành lập, cũng coi như là người có tiền, còn tìm việc làm gì. Cậu không hiểu, đây là tâm nguyện của bà tôi cần phải đi làm một lần cho bà nhìn xem. Còn về sau có đi làm tiếp hay không là chuyện sau này. Dương Bách Xuyên nhìn cô nói. Liễu Linh Linh chuyển ánh mắt về phía Dương Bách Xuyên, đột nhiên hỏi, Dương Bách Xuyên, nếu tôi đi rồi, cậu có nhớ tôi hay không? Khi hỏi ra câu này, mặt của Liễu Linh Linh đỏ bừng, ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao lại nói những lời này. Có lẽ tên chứng thối này đã xông vào lòng mình từ cái đêm cậu ta cứu mình. Liễu Linh Linh nghĩ thầm trong lòng. Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên đối với vấn đề này của Liễu Linh Linh. Không biết vì sao trong đầu anh hiện lên một bóng hình xinh đẹp đã cứu anh ở công viên sinh thái, hô hấp nhân tạo cho anh, cướp đi nụ hôn đầu của anh Triệu Nam. Ngày đó nếu không phải Dương Bách Xuyên nhảy xuống nước cứu chó cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của Bình Càn Khôn. Cũng sẽ không có sự xuất hiện của sư phụ, sẽ không có bây giờ. Con chó lông vàng được anh cứu ngày đó là của Triệu Nam. Có thể nói cô ấy và con chó lông vàng của cô ấy đã khắc sâu trong đáy lòng của Dương Bách Xuyên. Đối mặt với Liễu Linh Linh, nghe câu hỏi giống như vui đùa, cậu có nhớ tôi hay không? Dương Bách Xuyên rất khó trả lời. Nếu anh là một người đàn ông phong lưu, anh sẽ không do dự nói nhớ. Nhưng anh không phải loại người như vậy, quan trọng hơn bây giờ anh là người tu chân, tất cả lời nói vi phạm bản tâm thật sự rất khó nói. Đều là người trưởng thành hết rồi, Dương Bách Xuyên sao có thể không cảm nhận được tình cảm của Liễu Linh Linh với chính mình, còn chính anh thì sao? Đối với Liễu Linh Linh cũng có một loại cảm giác không thể nói thành lời. Nhưng cố tình lúc này trong đầu anh lại hiện lên một người phụ nữ khác, điều này làm cho Dương Bách Xuyên ngơ ngẩn sững sờ. Liễu Linh Linh là con gái, vốn rất nhạy cảm ở phương diện tình cảm, sau khi cô thấy được sự mâu thuẫn trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên, đột nhiên cảm thấy mất mát trong lòng. Nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, tùy tiện nói, trời ạ, từ bạn học cùng lớp đến bạn bè thân thiết, con mẹ nó cậu không thể sảng khoái nói một câu nhớ tôi hay sao? À tất nhiên, sẽ nhớ, có thời gian tôi sẽ đi thăm cậu. Trong lòng Dương Bách Xuyên có chút hạ xuống. Anh biết lời nói lúc này cũng lời nói lúc nãy của Liễu Linh Linh biểu đạt ra không cùng một ý. Còn tạm chấp nhận được, được rồi, đi thôi. Bà đây đói bụng rồi, cậu mời tôi ăn cơm. Sau khi nói xong đi giày cao gót vào, xoay người rời đi. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phía chân trời vang lên từng đợt tiếng sấm. Sét đánh trong núi, 8-9 phần 10 sẽ mưa to, rất nhanh sẽ trú xuống. Đây là kinh nghiệm Dương Bách Xuyên từng trải qua ở quê nhà. Anh thấy được khi Liễu Linh Linh đứng dậy, khóe mắt ửng đỏ, hơn nữa sét đang đánh, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Liễu Linh Linh đi gấp, có lẽ bị tiếng sấm trên bầu trời dọa sợ, trong miệng phát ra một âm thanh hoảng sợ, a một tiếng, thân thể ngã xuống. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cô bị trẹo chân, trong lòng hoảng sợ vọt lên. Lúc này đường núi rất dốc, nếu lăn xuống sẽ rất nguy hiểm. Liễu Linh Linh hét to, suýt thì ngã nhào, nhưng có cao thủ tu chân Dương Bách Xuyên ở đây nên cô không sao. Anh lao tới ôm lấy eo Liễu Linh Linh. Mùi hương cơ thể của thiếu nữ chui vào mũi cùng với cảm giác mềm mại trong vòng tay khiến Dương Bách Xuyên mê say. Tư thế hiện tại của hai người rất mập mờ, bởi vì bậc thang trên đường núi rất cao, Dương Bách Xuyên đứng ở dưới, Liễu Linh Linh đứng ở trên, hai người kề sát vào nhau. Lúc này Liễu Linh Linh lại tái phát bệnh cũ, cô bị người khác phái chạm vào thì toàn thân nhũn ra,
dán sát vào lòng Dương Bách Xuyên. Trong tiếng sấm đùng đoàng, Liễu Linh Linh run rẩy nói, Dương Bách Xuyên khốn khiếp, cậu có thể bỏ tay ra để cho tôi đứng đàng hoàng được không? À, xin lỗi, khụ khụ. Liễu Linh Linh nói như vậy, Dương Bách Xuyên mới phát hiện ra một tay mình đang chạm vào chỗ ấy của người ta. Anh vội vàng buông tay, đỡ đối phương dậy. Ai ui? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Linh Linh vừa mới đứng dậy lập tức hét lên đầy đau đớn, thiếu chút nữa lại ngã nhào, phải túm lấy vai Dương Bách Xuyên mới đứng vững. Tôi bị trẹo chân rồi. Liễu Linh Linh hít sâu một hơi. Lúc này trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Dương Bách Xuyên lắc đầu bất lực, nhìn cô nói, đúng là tự tìm đường chết mà. Ai bảo cậu đi giày cao gót leo núi? Cậu! Anh còn muốn quở trách Liễu Linh Linh thêm vài câu, nhưng lại thấy mắt cô đỏ hoe, trên mặt có giọt nước, không biết là nước mưa hay nước mắt. Lại càng không biết lúc này xoay người đi cô đã khóc rồi, hay là bây giờ mới khóc và đau chân. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên mềm lòng, à thì trời mưa rồi, trẹo chân cũng không sao, tôi cõng cậu xuống núi. Đến khách sạn dưới núi tôi sẽ chỉnh khớp cho cậu, lên đây tôi công nào. Dứt lời anh liền ngồi xổm xuống. Liễu Linh Linh do dự giây lát rồi nhoài lên lưng Dương Bách Xuyên. Cô cảm nhận được đôi tay của Dương Bách Xuyên đặt lên chân mình, toàn thân chợt run lên. Nhưng sau đó tâm trạng bỗng tốt hơn một cách lạ kỳ. Quả thật trước đó ở khu tham quan, vẻ do dự và mâu thuẫn trong mắt Dương Bách Xuyên khiến cô khó chịu trong lòng. Nhưng bây giờ nằm trên lưng anh, cô lại cảm thấy rất yên tâm. Cũng chỉ có cảm giác an toàn này mới giúp tâm trạng cô chuyển biến tốt hơn. Có lẽ con gái là thế đấy. Một giây trước vẫn còn mắt đỏ hoe rơi lệ, một giây sau tâm trạng đã phơi phới. Dương Bách Xuyên không biết sự thay đổi cảm xúc của Liễu Linh Linh. Sau khi cõng Liễu Linh Linh, trong lòng anh cũng dậy sóng, nhưng chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi. Bởi vì anh nhìn trời thì thấy sắp mưa to, phải nhanh chóng xuống núi nếu không hai người sẽ ướt như chuột lột. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, có một người chưa đầy 50 cân như Liễu Linh Linh chẳng nặng chút nào. Anh chạy băng băng trên bậc thang đường núi như dẫm trên đất bằng, bậc thang đường núi dốc đứng không ảnh hưởng tới anh chút nào. Liễu Linh Linh cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian nằm sấp trên lưng Dương Bách Xuyên. Bởi vì cô sắp ra nước ngoài du học, không biết mình đi lần này còn có thể gặp lại anh không, cho nên cô muốn ở cùng Dương Bách Xuyên lâu hơn một chút. Cảm giác của Liễu Linh Linh dành cho Dương Bách Xuyên rất mâu thuẫn. Đến chính cô cũng không rõ, không chắc chắn mình có thật sự thích anh hay không. Nói chung là cô rất thích cảm giác tự nhiên khi ở cạnh Dương Bách Xuyên. Ở trước mặt Dương Bách Xuyên, cô có thể muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không cần bắt chước dáng vẻ rụt rè của phái nữ, cực kỳ vui vẻ. Đột nhiên phải chia ly, thật sự là Liễu Linh Linh hơi luyến tiếc. Dương Bách Xuyên không có ý định dừng lại. Gào to nói với cô, đồ thần kinh nhà cậu không nhìn trời xem. Bây giờ mưa nhỏ, nếu không đi nhanh thì lát nữa mưa to chúng ta sẽ ướt như chuột lột. Ha ha, có thể ướt trên lưng cậu một lần, bà đây cũng vui lòng. Liễu Linh Linh nói câu này rất nhỏ, chỉ mình cô mới nghe thấy. Nhưng Dương Bách Xuyên là người tu chân, nghe không sót một chữ. Lúc này anh gần như có thể xác định Liễu Linh Linh có thiện cảm với mình. Nhưng anh ngẫm lại gia thế của cô, và bản thân vẫn còn là sinh viên, cho nên anh lựa chọn không nghe thấy, cũng không biết gì hết. Sau chuyện của Hoàng Lị, anh hiểu ra một điều, không tiền không thế thì chẳng ai để mắt đến bạn. Hiện giờ anh chỉ có một mục tiêu là cố gắng tu luyện, đồng thời dốc sức kiếm tiền, cùng với cậu bạn chí cốt Lưu Tích Kỳ tạo dựng nên một đế quốc thương nghiệp. Đây là mục tiêu ngắn hạn của anh. Còn tình yêu tình báo thì cứ tránh trước đã. Dù sao trong tim anh đã có một bóng hình. Dương Bách Xuyên chạy vắt chân lên cổ vì sợ trời mưa, nhưng vẫn không nhanh bằng ông trời. Còn khoảng hơn 100 mét nữa là đến khách sạn, vậy mà mưa nhỏ rốt cuộc cũng biến thành mưa to tầm tã. Lúc đến khách sạn, hai người đã ướt sũng. Quần áo ướt đẫm, ngoài trời lại mưa xối xả, vì vậy hai người chỉ có thể thuê phòng. Lần này họ thuê một căn biệt thự, dù sao cũng có rất nhiều phòng. Không cần lãng phí thuê thêm một phòng khác. Kết cấu của resort Phượng Hoàng là biệt thự kiểu gia đình, đầy đủ các cơ sở hạ tầng. Dương Bách Xuyên đi vào phòng,
đặt Liễu Linh Linh lên sofa, sau đó ngồi xuống cởi giày cao gót của cô ra, để tôi xem chân của cậu thế nào. Úi, cậu nhẹ thôi, đau lắm. Liễu Linh Linh hít sâu một hơi. Tôi bảo này, cậu có thể đừng yếu ớt như thế có được không? Tôi còn chưa bắt đầu cơ mà. Dương Bách Xuyên trợn mắt. Cậu nói nhẹ nhàng thế, cậu bị trẹo thử coi. Liễu Linh Linh không phục. Dương Bách Xuyên không nhìn cô, thô lỗ túm lấy chân cô rồi cởi tất ra, tức thì bàn chân trắng nõn ngọc ngà hiện ra. Mặt Liễu Linh Linh đỏ bừng vì ngượng. Dương Bách Xuyên kiểm tra thì thấy cổ chân đã sưng tấy, trông rất nghiêm trọng, đúng là trẹo rồi. Để đánh lạc hướng sự chú ý của Liễu Linh Linh, anh cười khà khà nói, ngon đấy, đôi chân ngọc ngà này của Liễu đại tiểu thư có thể chơi cả đời, he he. Chơi cái, á, Liễu Linh Linh chưa kịp thốt ra chữ đầu cậu đã hét lên thảm thiết. Bởi vì Dương Bách Xuyên đang cầm chân cô bỗng vặn mạnh cổ chân. Dương Bách Xuyên, cậu muốn chết à? Đau chết mất, Liễu Linh Linh vừa chửi vừa khóc. Dương Bách Xuyên cười đều, không đánh lạc hướng sự chú ý của cậu thì cậu càng đau hơn. Ổn rồi, tôi chỉnh khớp rồi đó, để tôi xoa bóp chỗ sưng cho cậu là có thể đi được rồi. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên dùng chân khí ở lòng bàn tay giúp cổ chân Liễu Linh Linh giảm sưng. Đừng nói là chân ngọc của cô khiến Dương Bách Xuyên bồn chồn, đành chịu thôi, cảm xúc ở lòng bàn tay rất tuyệt. Hành động xoa bóp như có như không khiến Liễu Linh Linh đỏ mặt, toàn thân không kìm được run lên. Nhưng cô chỉ có thể cắn răng không cho phép mình bật ra thành tiếng. Mấy phút sau, cuối cùng cô cũng nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, được rồi, đứng lên thử xem có đi được không. Trong tay có chân khí, tiêu sưng chỉ là chuyện nhỏ. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Liễu Linh Linh cúi đầu nhìn thì thấy cổ chân không còn sưng tấy nữa. Cô thầm nghĩ, xem ra y thuật của tên khốn này vượt xa tưởng tượng của mình, không chỉ chữa được các bệnh thường gặp. Không biết cậu ta học bản lĩnh này ở đâu nhỉ? Liễu Linh Linh thở phào một hơi, đỏ mặt đứng dậy thử đi trên mặt đất. Không đau nhức chút nào, đã khỏi hẳn rồi. Sao rồi, còn đau không? Dương Bách Xuyên hỏi cô. Liễu Linh Linh đang định nói không đau, đã khỏi rồi, nhưng lời đến khóe môi cô lại đảo mắt nói, ai ui, vẫn còn hơi đau một tí. Cậu dìu tôi đi tắm nhé, toàn thân ướt rượt khó chịu quá. Được, gì cơ, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Bà đây bảo cậu dìu đi tắm, tôi không đi bộ được, lẽ nào cậu bắt tôi bỏ đi? Ánh mắt Liễu Linh Linh có ẩn ý. Tôi tắm với cậu không ổn lắm thì phải, sắc mặt Dương Bách Xuyên ửng hồng. Nhìn dáng vẻ này của Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh phụt một tiếng cười rũ rượi, ha ha ha. Muốn tắm với bà đây á, cậu mơ đẹp nhỉ. Không ngờ cậu cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ, ha ha. Trong lúc Dương Bách Xuyên vẫn còn đang ngây người, Liễu Linh Linh đã sải bước đi đến phòng tắm, nào phải bộ dáng đau chân. Lúc này anh mới nhận ra cô nàng thần kinh này cố tình trêu mình. Anh tức tối nói với Liễu Linh Linh, đồ thần kinh, cậu diễn sâu quá rồi đấy. Coi chừng tôi làm luôn, cậu có tin không? Liễu Linh Linh đã mở cửa phòng tắm. Ngoảnh đầu nở nụ cười quyến rũ, đồng thời ngoắc một ngón tay, tinh nghịch nói, ngài đến tắm cùng thiếp đi. Dương Bách Xuyên biết rõ Liễu Linh Linh cố ý trêu mình, nhưng anh thật sự không dám. Thấy cô ngoắc ngón tay tràn đầy quyến rũ, anh vội vàng rời mắt không dám nhìn cô nàng thần kinh này nữa vì sợ mình không kiềm chế được. Ha ha ha! Sau lưng vang lên từng tràng cười đắc ý của Liễu Linh Linh, tôi biết ngay là cậu không dám mà. Hi hi! Bà đây trêu cậu thì sao nào? Nói xong cô đóng cửa phòng tắm cái rầm. Bỏ lại Dương Bách Xuyên nhìn phòng tắm với đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung dữ. Dương Bách Xuyên giận nghiến răng vì bị Liễu Linh Linh trêu chọc, nhưng chẳng làm gì được cô nàng thần kinh này. Thính lực của anh vượt xa người thường. Đối với anh mà nói, lúc này nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm chính là một loại giày vò, trong đầu bất giác tưởng tượng ra hình ảnh không hợp với thiếu nhi. Dương Bách Xuyên bèn bật tivi để rời sự chú ý, nhưng khổ nỗi trên tivi đang chiếu một bộ phim cung đình đang hot, phi tử đang hầu hạ hoàng thượng thị tẩm. Lần này Dương Bách Xuyên suýt hộc máu. Anh vội vàng tắt tivi, dứt khoát ngồi trên sofa tĩnh tọa. Anh hít sâu một hơi, cố loại bỏ tạp niệm, song anh đã xem nhẹ dục vọng trong lòng, không thể nào tĩnh tâm được. Nhưng tu chân cũng là tu tâm, anh biết dục vọng càng mạnh thì càng phải vượt qua.
nếu không sau này sẽ tạo thành tâm ma. Ngược lại, nếu có thể kiềm chế thì cực kỳ có lợi cho tu hành. Đây là lúc khảo nghiệm ý chí, may mà ý chí của Dương Bách Xuyên không tệ. Anh thầm niệm khẩu quyết công pháp trong lòng, bắt đầu vận chuyển công pháp hết lần này đến lần khác, trong lúc bất chi bất giác đã dẹp yên tạp niệm trong lòng, tiến vào trạng thái nhập định. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, giọng nói của Liễu Linh Linh vang lên bên tai, này, Dương Bách Xuyên, sao cậu lại học người ta tĩnh tọa nhập định thế? Tuổi còn trẻ không học cho giỏi mà lại ảo tưởng mấy thứ này. Cậu muốn thành tiên hả? Ha ha! Dương Bách Xuyên bị Liễu Linh Linh đánh thức, bèn mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Liễu Linh Linh, tâm cảnh mà anh khó khăn lắm mới dẹp yên được lại bắt đầu bùng cháy. Lúc này mái tóc của Liễu Linh Linh ướt nhẹp, trên người quấn một chiếc khăn tắm ngang ngực, để lộ cặp đùi trắng nõn cực kỳ hấp dẫn. Đương nhiên là còn hai cánh tay trần. Liễu Linh Linh khoanh tay, cười khúc khích nói với Dương Bách Xuyên. Cô chỉ nói đùa thôi, nhưng lại nói trúng điểm quan trọng. Nói ra sẽ chẳng ai tin, nhưng thật sự là Dương Bách Xuyên đang ngồi tĩnh tọa nhập định tu luyện, tức là tu tiên thật đó. Thấy cô nàng thần kinh Liễu Linh Linh gần như ghé sát mặt lại gần, Dương Bách Xuyên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lửa nóng bùng lên. Giờ khắc này anh không đè ép được nữa, tu chân gì đó đã bị Liễu Linh Linh trêu chọc ném lên 9 tầng mây. Ánh mắt anh rực lửa đảo quanh người cô, chết ở chỗ Liễu Linh Linh thấy dáng vẻ này háo sắc của Dương Bách Xuyên, cô còn nhóm thêm một mồi lửa, buông lời trêu chọc nhìn cái gì. Nhìn ánh mắt mê gái của cậu kìa, nhưng cậu có dám làm gì bà đây đâu, nhìn cũng vô ích thôi. Ha ha, trong lòng Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên là một kẻ dám nghĩ mà không dám làm. Từ sau lần trước Dương Bách Xuyên đè cô trên giường ở phòng trọ nhưng chỉ vỗ mông cô, không hề có hành động xâm phạm, xem như Liễu Linh Linh đã hoàn toàn yên tâm về Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, lúc nãy trước khi vào phòng tắm cô chọc ghẹo anh, nhưng phản ứng của anh là vội vàng rời mắt sang chỗ khác. Cho nên Liễu Linh Linh hoàn toàn không lo lắng Dương Bách Xuyên sẽ làm gì mình. Dương Bách Xuyên càng ngượng ngùng, cô càng muốn trêu chọc anh. Nhưng tiếp đó Liễu Linh Linh nhận thấy không ổn. Bởi vì sau khi nói xong, cô nhìn thấy tia sáng nóng bỏng trong mắt Dương Bách Xuyên. Cô lập tức nhận ra mình đã đùa quá trớn rồi. Cô nhớ là ba mình thường hay nói một câu, quá tam ba bận. Cô năm lần bảy lượt trêu chọc Dương Bách Xuyên, cuối cùng đã cọ ra lửa. Liễu Linh Linh nhận thấy không ổn, bèn cuống quýt xoay người chạy đi. Nhưng đã muộn, bỗng nhiên cô cảm thấy eo căng chặt, ngay sau đó bị Dương Bách Xuyên ôm vào lòng. Toàn thân cô lập tức run rẩy, nhũn thành sợi bún, bùn rùn nằm trong lòng Dương Bách Xuyên. Á! Liễu Linh Linh hoảng sợ hét lên. Tiếp đó, cô cảm thấy cơ thể mát lạnh, khăn tắm trên người đã bị Dương Bách Xuyên lột ra một cách thô lỗ. Toàn thân cô phô bày trước mặt Dương Bách Xuyên. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, đè Liễu Linh Linh. Anh là thanh niên rồi giàu tinh lực. Đang ở độ tuổi không thể cưỡng lại cám dỗ nhất. Anh đã bị Liễu Linh Linh quyến rũ trêu ghẹo mấy lần liền, nếu tiếp tục im lìm thì đúng là Liễu Hạ Huệ. Và lại anh cũng nhớ lại một câu nói của sư phụ Vân Thiên Tà, tu chân là tu bản tâm mình, chỉ cần không vi phạm thiên lý thì cứ nghĩ sao làm vậy, nghe theo nguyện vọng trong lòng là được. Liễu Linh Linh có xinh đẹp không? Chắn chắn rồi. Ai mà chẳng muốn đẻ cô? Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ, chẳng qua là anh vẫn luôn kìm chế bản thân không cho phép mình kích động mà thôi. Nhưng bây giờ anh không kìm chế được nữa, huyết khí dâng trào, lập tức nhào tới Liễu Linh Linh. Sau khi thô lỗ lột áo tắm trên người cô, anh bế cô lên sofa hôn ngấu nghiến. Đầu óc Liễu Linh Linh trống rỗng, câu nói thôi xong, cậu ấy sắp ấy ấy mình ư cứ văng vẳng trong đầu. Phải làm sao đây? Có thể làm thế nào? Lúc này cô mềm oặt như sợi bún, không làm gì được Dương Bách Xuyên đang nhào lên người mình như hổ như sói. Sau đó cô bị Dương Bách Xuyên hôn, hoàn toàn mất phương hướng. Trong lòng thầm nghĩ, chết thì chết thôi, dù sao mình cũng thích. Tên khốn này, cuối cùng Liễu Linh Linh đã tìm cho mình một đáp án. Đúng vậy, cô thích anh, cô cũng biết chuyện hôm nay là do mình gây nên, hai người lập tức quấn lấy nhau. Nhưng ngay khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị tiến thêm một bước, đột nhiên cả căn phòng rung chuyển, kèm theo đó là một tiếng nổ to. Rầm. Lần này thật sự là chấn động dữ dội,
giống như một vụ nổ lớn. Hơn nữa, âm thanh này vang lên ngay cạnh biệt thự. Tiếng nổ đột ngột làm Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh giật mình. Nhất là Dương Bách Xuyên, sau khi nhìn thấy Liễu Linh Linh nằm bên dưới, anh tỉnh táo ngay tức thì. Mình đang làm gì thế này? Anh cười khổ một tiếng rồi vội vàng đứng dậy, gượng gạo nói với Liễu Linh Linh tôi đi xem xảy ra chuyện gì. Anh nói xong liền xoay người chạy đi, động tĩnh lớn ngay thời khắc mấu chốt đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa ham muốn trên người anh. Liễu Linh Linh nằm trên sofa, toàn thân ửng hồng. Sau khi Dương Bách Xuyên đi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lẩm bẩm, cuối cùng cũng tránh được một kiếp, thật ra bà đây vẫn chưa sẵn sàng. Nói rồi cô lại đi vào phòng tắm, bộ sườn xám của cô đang được sấy khô, lát nữa mới mặc được, nhưng dù ướt cô cũng phải mặc. Quấn khăn tắm lượn lờ trước mặt Dương Bách Xuyên quá nguy con mẹ nó hiểm. Ở một nơi khác, Dương Bách Xuyên đi tới phòng bên cạnh. Bên này là phòng làm việc, động tĩnh vừa nãy truyền từ đây tới. Sau khi đi vào, anh lập tức sửng sốt, chỉ thấy trên bức tường trước mặt xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Thoạt nhìn giống như bị sức mạnh khổng lồ va đụng từ bên ngoài. Phải biết rằng biệt thự ở đây đều được xây từ hỗn hợp đất sét chứ không phải gạch, có thể làm cho bức tường đất sét nứt như mạng nhện có chu vi 4-5 mét. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn nghi ngờ liệu có phải bên ngoài có người dùng lựu đạn nổ tường hay không. Mẹ kiếp sao mà đúng lúc, nhưng cũng chẳng đúng lúc. Anh cảm thấy đúng lúc là bởi vì thiếu chút nữa anh đã thịt Liễu Linh Linh, nhưng như vậy thì có vẻ không công bằng với cô. Không đúng lúc là vì, cũng là nguyên nhân tương tự. Rất mâu thuẫn. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng khóc như có như không, hình như là ở đằng sau bức tường. Anh định ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi ra ngoài phòng làm việc, anh trông thấy Liễu Linh Linh đã mặc lại bộ sườn xám, vừa mới ra khỏi phòng tắm. Hai người nhìn nhau, cả hai đều lúng túng, nhất là Dương Bách Xuyên. Lúc này anh không dám nhìn Liễu Linh Linh. Thấy ánh mắt né tránh của Dương Bách Xuyên, đầu tiên Liễu Linh Linh hoàn hồn, sau đó bình tĩnh hỏi, có chuyện gì vậy? Thấy Liễu Linh Linh làm như lúc nãy không xảy ra chuyện gì, Dương Bách Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vội vã trả lời, trên tường có vết nứt, chắc là bị cái gì đó va mạnh. Cậu ở lại đây đừng đi ra ngoài, để tôi đi xem thử. Ok, Liễu Linh Linh gật đầu mỉm cười. Dương Bách Xuyên cầm ô, mở cửa đi ra ngoài. Sau khi anh vòng ra phía sau biệt thự, tiếng khóc càng lúc càng to. Anh bước nhanh hơn, cảnh tượng trước mắt khiến anh bất giác hít sâu một hơi. Chỉ thấy một chiếc Audi màu đen đâm vào tường biệt thự, đầu xe đã biến dạng nghiêm trọng. Đây mới là đầu sỏ gây hỏa. Anh cũng thả lỏng hơn, tại sao tiếng động lớn như thế, cả ngôi biệt thự đều giống như gặp động đất, hóa ra là bị xe tông. Anh chỉ không hiểu tài xế kiểu gì mà đang yên đang lành lại tông xe vào tường. Nhân ơi con tỉnh lại đi, đừng dọa mẹ, tỉnh lại đi con ơi. Trong tầm mắt có một người phụ nữ trung niên tầm 40 mấy tuổi và một người đàn ông trung niên, chắc là một cặp vợ chồng. Cửa xe mở, họ đang kéo một thiếu niên mặt bê bết máu ra ngoài. Dương Bách Xuyên hiểu ra, thiếu niên này lái xe đâm vào tường, thoạt nhìn tuổi không lớn, tầm 18-19 tuổi. Lẽ nào cậu ta không có bằng lái xe, lén lái xe của ba mẹ nên mới xảy ra tai nạn. Dương Bách Xuyên thầm suy đoán trong lòng, đồng thời vội vàng đi tới giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của thiếu niên, mặt anh chợt biến sắc, vội vàng nói với người phụ nữ bên cạnh, để yên đó, đừng động vào cậu ấy nữa. Hiện tại cậu ấy đang rất nguy hiểm. Nhìn cậu con trai hôn mê bất tỉnh trong xe, Vương Mộ Sinh hối hận khôn cùng, cũng đau lòng tột độ. Lòng tự trách mình không quan tâm con trai chu đáo, cũng chưa từng tìm hiểu nó để rồi không hiểu gì về nó, dẫn tới thảm kịch này. Lại thêm bà xã khóc bên cạnh khiến ông ta càng thêm phiền muộn. Lúc này ông ta chỉ muốn đưa con trai ra khỏi xe. Bởi vì xe biến dạng do va đập mạnh, cho nên chân của con trai bị kẹt dưới vô lăng, nhất thời không thể kéo ra được. Vương Mộ Sinh luống cuống, nhìn gương mặt đầy máu của con trai mà lòng nôn nóng. Đúng lúc này ông ta trông thấy một chàng trai đi tới. Vương Mộ Sinh đang sốt ruột nên không để ý, nhưng không ngờ đối phương lại đi tới chiếc xe bảo vợ chồng họ đừng động vào con trai, nếu tiếp tục động vào sẽ rất nguy hiểm. Do lo lắng hoảng loạn nên Vương Mộ Sinh và bà xã Lý ra đều dừng lại,
bất giác nhìn chàng trai kia. Chàng trai mang vẻ mặt nặng nề, chăm chú nhìn con trai của họ. Lúc này ánh mắt Vương Mộ Sinh cũng ngẩn ngơ, mặc dù không tính là ông ta từng duyệt vô số người, nhưng cũng đã gặp một số người xuất chúng. Chàng trai này mang lại cho ông ta một cảm giác rất đặc biệt. Ban đầu Vương Mộ Sinh lo cho con quá nên hoảng loạn, sau khi chàng trai xuất hiện, ông ta bình tĩnh hơn nhiều. Vương Mộ Sinh gật đầu tỏ ý chào hỏi chàng trai, sau đó ra hiệu cho bà xã Lý ra nhường chỗ cho đối phương. Chàng trai này chính là Dương Bách Xuyên, anh có khả năng quan sát hơn người và từng đọc rất nhiều sách y. Sau khi đến gần cậu thiếu niên bị thương ở bên trong xe, anh quan sát thấy hơi thở của thiếu niên rất yếu ớt, gương mặt tím tái. Triệu chứng này cho thấy thiếu niên bị khó thở, khả năng cao là bị tắc đường hô hấp trong lúc va chạm kịch liệt, hơn nữa đầu cũng chảy máu, lại còn bị hai vợ chồng trung niên lôi kéo lắc tới lắc lui. Làm vậy chẳng những không cứu được thiếu niên, mà còn khiến vết thương nặng hơn. Xuất phát từ bản năng cứu người, Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy thì đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bèn hô to ngăn cản đôi vợ chồng này, không cho họ lay thiếu niên nữa. Sau khi đôi vợ chồng trung niên tránh ra, Dương Bách Xuyên đi đến nhìn thiếu niên bị kẹt dưới vô lăng. Anh không xử lý vấn đề này trước, bởi vì đây là ngoại thương, sẽ không mất mạng. Vấn đề chí mạng là thiếu niên không thở được, nếu không thông đường hô hấp thì cậu ta sẽ chết vì ngạt thở. Dương Bách Xuyên vươn tay đặt lên người thiếu niên, truyền chân khí trong bàn tay đến hai vị trí là đầu và ngực của cậu ta, tức thì hơi thở không bị tắc nghẽn nữa. Đầu bị va đập mạnh dẫn đến nứt một mạch máu. Điều này cũng đẩy thiếu niên vào tình trạng nguy hiểm. Sau khi tìm ra nguyên nhân, Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ. Cứu người như cứu hỏa, tình trạng của thiếu niên rất nguy hiểm, anh không dám trì hoãn. Đầu tiên anh điều động chân khí chậm rãi truyền vào lồng ngực thiếu niên, đả thông đường hô hấp bị tắc nghẽn, sau đó lại dùng chân khí đánh tan luồng không khí trong đầu. Hai bước này có thể giữ mạng cho thiếu niên, ít nhất thì cậu ta có thể tự do hít thở. Dương Bách Xuyên thông đường hô hấp bị tắc nghẽn, gương mặt tím tái của thiếu niên bỗng hồng hào hẳn ra, không lâu sau đã khôi phục sắc mặt như bình thường, tuy vẫn vàng vọt tái nhợt nhưng đã tốt hơn vẻ tím tái lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, sau khi Dương Bách Xuyên thông đường hô hấp xong, thiếu niên vẫn luôn hôn mê bỗng bật ra một hơi dài. Điều này làm cho vợ chồng trung niên bên cạnh, tức là vợ chồng Vương Mộ Sinh và Lý Gia đều thở phào nhẹ nhõm, biết là hôm nay mình gặp được người giỏi y thuật. Lý Gia là một người mẹ, mừng đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Vừa rồi bà ta lo lắng cho con trai đến độ nếu con trai có gì bất chắc thì người làm mẹ này cũng chẳng thiết sống nữa. Lúc này thấy con trai rốt cuộc cũng hít thở được, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, Lý Gia mới yên tâm hơn một chút. Bà ta nhìn bóng lưng Dương Bách Xuyên, lòng tràn đầy cảm kích. Lúc này thấy đối phương vẫn chưa dừng tay, Lý Gia biết rằng chàng trai tài giỏi trước mặt cảm thấy con trai mình vẫn chưa vượt qua nguy hiểm. Bà ta chỉ có thể che miệng khóc, không dám phát ra âm thanh vì sợ quấy rầy đối phương cứu con trai mình. Vương Mộ Sinh cũng nghĩ giống bà xã, biết rằng hôm nay mình đã gặp được người giỏi y thuật. Mưa vẫn rơi, lúc này việc ông ta có thể làm là cố gắng che ô cho Dương Bách Xuyên để anh cứu chữa cho con trai mình. Ánh mắt Vương Mộ Sinh nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy tinh quang và kính trọng. Ông ta là người thuộc ban nào đó của quân khu Yên Kinh nên biết nhiều hơn người bình thường. Biết rằng ở Trung Quốc thật sự có một số kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Mà Dương Bách Xuyên trông rất trẻ, lớn hơn cậu con trai Vương Tông Nhân khoảng 3-4 tuổi. Chàng trai này trẻ như vậy, không nói đến y thuật, chỉ xét đến sự bình tĩnh khi cứu người cũng đủ thấy bạn cùng trang lứa không thể sánh bằng. Vương Mộ Sinh thầm suy đoán Dương Bách Xuyên là người truyền thừa của một dòng dõi y học danh giá nào đó. Ông ta tư duy theo bản năng nghề nghiệp, trong mấy vị gạo cội giới Đông Y Trung Quốc. Vị nào đã thu nhận một đệ tử thanh niên nhỉ? Vương Mộ Sinh nghĩ hết một vòng mà không nghĩ ra. Đúng lúc này, Vương Mộ Sinh trông thấy một cảnh tượng chấn động. Chàng trai trước mặt thu lại bàn tay đặt trên đầu con trai ông ta, sau đó dùng một tay cầm vô lăng đã biến dạng, thình lình hô khẽ một tiếng, một giây sau vô lăng bị bẻ biến dạng. Tiếp đó, anh cất tiếng gọi, đến giúp một tay nào. Vương Mộ Sinh sực tỉnh từ cơn chấn động. Vội vàng đi đến hợp sức với thanh niên cùng nhấc con trai ra khỏi xe, sau đó chạy thẳng biệt thự. Biệt thự của gia đình ba người này ở ngay phía sau. Sau khi đặt con trai vào biệt thự,
chàng trai dí ngón tay vào người con trai giống như động tác điểm huyệt trong phim võ hiệp, khẽ ấn nhẹ, sau đó dùng lòng bàn tay xoa bóp trên người con trai. 7-8 phút sau chàng trai mới dừng lại. Anh thở hắt ra, trán lấm tấm mồ hôi, ổn rồi, trước hết để cho cậu ấy nằm nghỉ một lát, về cơ bản đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Khi nào tạnh mưa hai người đưa cậu ấy lên thành phố làm kiểm tra toàn diện nhé. Trong lúc nói chuyện với cặp vợ chồng này, cơ thể Dương Bách Xuyên hơi suy nhược, không chống đỡ được bèn ngồi xuống sofa. Vừa rồi anh dùng chân khí chữa trị mạch máu bị đứt ở đầu thiếu niên, tiêu hao quá nhiều chân khí và tinh thần. Lúc này xong việc, cơ thể cực kỳ yếu ớt, Vương Mộ Sinh nhìn ra tình trạng suy yếu của Dương Bách Xuyên. Nghe anh nói vậy, rốt cuộc ông ta cũng thôi lo lắng cho con trai. Bởi vì lúc này mặc dù con trai của ông ta chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt và hệ hấp đã trở nên bình thường giống như đang ngủ say. Ông ta vội vàng nói với bà xã Lý Gia, bà Lý mau đi rót nước cho cậu ấy. À ừ, Lý Gia cũng sợ hãi quá mức, lúc này mới hoàn hồn. Nghe chồng nói vậy, bà ta vội vàng xoay người đi rót nước cho Dương Bách Xuyên. Lúc này, Vương Mộ Sinh tỏ lòng cảm kích, tôi là Vương Mộ Sinh, đó là bà xã của tôi Lý Gia. Đây là con trai tôi Vương Tông Nhân, là người Yên Kinh. Xin hỏi cậu đây tên gì? Vương Mộ Sinh ngồi ở phía đối diện Dương Bách Xuyên, hỏi với vẻ mặt cảm kích. Cháu tên là Dương Bách Xuyên, sinh viên Đại học Cố Đô. Chú Vương gọi tên cháu là được. Dương Bách Xuyên nhìn Vương Mộ Sinh, lúc này anh mới có thời gian quan sát vợ chồng nhà này. Mời cậu uống nước, lúc này Lý Gia đi tới, tay bưng hai cốc nước. Cháu cảm ơn, Dương Bách Xuyên nói lời cảm ơn, uống một hớp nước ấm mới thấy khỏe hơn một chút. Hôm nay nếu không có cậu thì e là chúng tôi, Lý Gia nói đến đây thì sợ hãi ra mặt, không nói tiếp nữa, sau đó giữ dằn lườm Vương Mộ Sinh. Dương Bách Xuyên thấy Vương Mộ Sinh bị vợ lườm thì đỏ mặt lúng túng, không dám nhìn vợ. Dương Bách Xuyên cảm thấy cặp vợ chồng này tuổi tác xêm, thoạt nhìn tầm 46-47 tuổi. Đặc biệt là Lý Gia vợ của Vương Mộ Sinh, chắc là do chăm sóc tốt nên trông bề ngoài chỉ đầu 4. Hai vợ chồng đều có khí chất bất phàm, mặc dù ăn mặc giản dị như thể cố ý khiêm tốn, nhưng không che giấu được khí chất trên người. Lý Gia mang lại cho Dương Bách Xuyên cảm giác đậm chất văn nghệ, giống như các giảng viên đại học. Mà khi quan sát Vương Mộ Sinh, ánh mắt anh chợt đông cứng, không khỏi híp mắt lại. Bởi vì anh cảm nhận được sát khí trên người Vương Mộ Sinh. Một người tỏa ra sát khí chứng tỏ tay người đó từng dính máu. Một là từng giết động vật, hai là từng giết người. Hơi thở này không che giấu được, cũng không thu bớt được, giống như nhân quả của Phật gia trong giới tu chân. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bắt đầu suy đoán Vương Mộ Sinh có phải tội phạm giết người hay không. Dù sao thì thời buổi này hạng người nào cũng có. Cho nên Dương Bách Xuyên không che giấu, híp mắt nhìn Vương Mộ Sinh và thẳng thừng hỏi, trên người chú Vương có sát khí rất nặng, tay từng dính máu sao? Lúc Dương Bách Xuyên nói câu này, toàn thân căng cứng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Vương Mộ Sinh bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, điều kiện phản xạ và thần kinh đều căng thẳng. Trong lúc Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, ông ta giống như bị mãnh thú nhắm làm mục tiêu. Giống như năm đó ở trong rừng rậm tác chiến, bị tay súng bắn tỉa nhắm thẳng vậy. Đó là một ảo giác có thể khủng hoảng cuộc sống. Nhưng mà, lập tức Vương Mộ Sinh đã thả lỏng, cũng may là người thân kinh bách chiến, chỉ cần kinh nghiệm cuộc sống cũng nghĩ biết vì sao Dương Bách Xuyên lại tập trung vào ông ta và nói một câu, trên tay ông từng dính máu. Hiển nhiên là nghề nghiệp của mình bị Dương Bách Xuyên nhạy bén nhận ra. Sau khi nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, Vương Mộ Sinh càng cảm thấy dao động đối với Dương Bách Xuyên. Ngay từ đầu chỉ cho là y thuật của anh cao siêu, nhưng hiện giờ anh cảm nhận được sát khí trên người mình, có thể cho ông ta một loại hơi thở nguy hiểm như mãnh thú, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Dương Bách Xuyên đang suy đoán ông ta, ở trong lòng ông ta cũng đang hoài nghi Dương Bách Xuyên. Nhưng nói tóm lại, Dương Bách Xuyên ở trong mắt Vương Mộ Sinh không phải là người xấu. Chỉ cần nhìn vào điểm anh có thể ra tay chữa trị cho con trai mình là nhận ra được. Trước đó, vợ chồng bọn họ không quen biết với Dương Bách Xuyên, lần này đi du lịch cũng là lén lút ra ngoài, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Điều này cũng chứng tỏ Dương Bách Xuyên không biết thân phận cả nhà bọn họ,
có thể cứu một người không liên quan gì cũng đủ để chứng minh lòng dạ của anh không xấu. Nhưng, giờ phút này Vương Mộ Sinh bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, thật sự là áp lực rất lớn, điều này khiến trong lòng ông ta tràn ngập khổ sở, từng nghĩ Vương Mộ Sinh ông ta cũng là đặc chiến tinh anh, nói một câu giết người không chớp mắt, đối mặt với người có quyền cũng có thể không hề cố kỵ đi tiểu lên đầu họ, hôm nay lại bị một thanh niên trẻ tuổi nhìn đến nỗi lông tơ đều dựng thẳng lên. Ông ta hít sâu một hơi, nhìn Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, cậu Dương đừng khẩn trương, họ Vương ta không phải loại người như trong lòng cậu nghĩ, tay tôi đích thật đã từng dính máu, nhưng đều là máu của kẻ địch, tôi. Đến từ quân đội. Vương Mộ Sinh chưa từng chủ động nói thân phận với bất kỳ người nào không liên quan, đây là lần đầu tiên ông ta chủ động nói ra thân phận. Trong lúc nói chuyện, Vương Mộ Sinh lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ. Sau khi mở ra và cho Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua. Dương Bách Xuyên liếc mắt một cái đã thấy được trên giấy tờ tùy thân là ảnh lúc Vương Mộ Sinh còn thời niên thiếu, tên cũng là của ông ta, dấu mộc đóng trên đó cũng không thể làm giả được. Anh lập tức cũng phản ứng lại, mình đích thật nghĩ sai rồi, nếu Vương Mộ Sinh là kẻ giết người, ông ta cũng không ở được khách sạn. Đúng là quân nhân không thể nghi ngờ, phong thái không thể sai được. Sau khi xem nội dung rõ ràng trong giấy tờ tùy thân của Vương Mộ Sinh, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng chấn động, chỉ thấy trên giấy tờ tùy thân viết chữ Tổng Tham Mưu Đặc Chiến, quân hàm thượng tá. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy giấy tờ, đối với thân phận của Vương Mộ Sinh, trong lòng anh hít khí lạnh, cũng xấu hổ nói, khụ khụ, cái gì vậy, Vương? Thưa ngài, đừng bận tâm, cháu cũng chỉ là hơi nhạy cảm thôi, ha ha. Vương Mộ Sinh nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Dương Bách Xuyên, anh không câu nệ mà còn nói cười, cũng nhịn không được cười ha ha nói, không nên cảm thấy xấu hổ, ngược lại là một học sinh như cậu có thể có cái nhìn sâu sắc vượt qua người thường như thế, thật sự khiến tôi giật mình, tuổi còn trẻ không chỉ có y thuật cao siêu, cái nhìn cũng sâu sắc hơn người, không biết thầy của tiên sinh là ai nhỉ? Dương Bách Xuyên được Vương Mộ Sinh khen ngợi, có chút ngượng ngùng, nghe ông ta từng chữ gọi mình là tiên sinh. Anh thật sự không quen, vội vàng nói, chú Vương, gọi cháu là Dương Bách Xuyên được rồi, cháu 21 tuổi, chắc là chỉ lớn hơn con trai chú vài tuổi. Anh cũng không nhắc đến thầy dạy mình là ai, cũng tính nói dối, nhưng đối với người như Vương Mộ Sinh này rất khó nói dối, bởi vì người ta sẽ đi điều tra, đến lúc đó ngược lại không tốt, chi bằng không nói. Được rồi, tôi sẽ đề cao cậu, gọi cậu một tiếng cháu trai lớn, hôm nay cả nhà chúng tôi đều ghi nhớ lòng tốt này của cậu. Cảm ơn. Trong lúc Vương Mộ Sinh nói còn trịnh trọng cúi đầu với Dương Bách Xuyên. Còn về tình hình trước đó của con trai, mặc dù ông ta không hiểu y học, nhưng kinh nghiệm xa trường chính ông ta cũng gặp qua không ít thương tích, cũng biết nếu như không có Dương Bách Xuyên xuất hiện, hôm nay con trai sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa hôm nay nguyên nhân chính vẫn là do ông ta gây ra, ngẫm lại vẫn còn sợ hãi. Nếu Vương Mộ Sinh gọi anh là cháu trai, Dương Bách Xuyên cũng không thể vô lễ. Hơn nữa tuổi tác của người ta cũng ở một tầm khác, không thể chiếm tiện nghi, vừa mới nói vài câu khách sáo, Vương Mộ Sinh lại cúi đầu cảm ơn anh. Lần này Dương Bách Xuyên cũng hoảng sợ, liên tục xua tay nói, chú Vương, chú không cần đề cao cháu hiểu chút y thuật, cứu người là chuyện nên làm, khách sáo rồi. Cháu trai Bách Xuyên, điều này nên làm mà, cậu không biết đấy, nếu nhóc nhân nhà tôi xảy ra chuyện gì không may, ông cụ trong nhà chắc chắn sẽ đánh chết chúng tôi. Cảm ơn lúc này Lý Gia ở một bên cũng lên tiếng nói chuyện. Sau khi ba người khách sáo với nhau vài câu, họ ngồi xuống nói chuyện phiếm, Dương Bách Xuyên cũng hỏi, đúng rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, tại sao con trai các ngài lại đâm xe vào tường để ngã chứ? Xin lỗi chú Vương gì Lý chứ, tôi ở trong biệt thự thấy bị đụng, còn tưởng rằng là động đất mới chạy ra xem thử. Còn không phải đều là do Vương mặt đen ư, không thèm quan tâm con trai chút nào. Giữa hai ba con cũng chưa từng hòa đồng với nhau, tính tình nhóc nhân lại nóng nảy, bình thường kiệm lời ít nói, nhưng đứa nhỏ này trong lòng rất kiên cường, không thể chịu thua. Kết quả trước đó thằng bé cãi nhau với ba nó, trong cơn tức giận đã lấy chìa khóa xe rồi chạy đi, có thể là bởi vì cơn tức giận, hơn nữa trời mưa, thoáng cái liền đụng vào tường, đều trách Vương mặt đen. Lý Gia vừa nói vừa tức giận đến mức run rẩy, mà Vương Mộ Sinh bị bà ta mắng chửi là Vương mặt đen cũng không nói lời nào. Chỉ ở một bên cười khổ. Dương Bách Xuyên ngồi ở một bên nghe, cũng hiểu được, chuyện hôm nay thật ra chính là do mâu thuẫn giữa hai ba con. Theo Lý Gia nói,
Vương Mộ Sinh vì lý do công việc nên rất ít khi ở nhà, nhất là thời thanh niên thường xuyên ở bên ngoài làm nhiệm vụ, mới mấy năm trước còn bị điều động đến Yên Kinh. Bởi vậy nên rất ít khi gặp mặt dạy dỗ con trai, hơn nữa, tính tình Vương Mộ Sinh lại nghiêm túc, giáo dục con trai cũng dùng giọng điệu trong bộ đội, làm cho con trai từ nhỏ đã sợ ông ta. Chờ sau khi con trai Vương Tông Nhân lớn lên, tiến vào thời kỳ phản nghịch, mấy ngày trước còn đánh nhau ở trường, làm bạn học bị thương, gây nên phiền phức lớn, giáo viên nhà trường nói tính cách Vương Tông Nhân quá quái gở, có vẻ không thích nghi với cuộc sống ở trường nên đề nghị dẫn cậu ta ra ngoài giải sầu. Tất cả hai vợ chồng vừa bàn bạc và đi tới Tây Bắc, bởi vì Vương Mộ Sinh có một người chiến hữu vào cùng sinh ra tử quê ở nông thôn Tây Bắc tỉnh Cam, còn định sau khi đi dạo núi Phượng Hoàng, ngày mai sẽ đến thăm người nhà của người chiến hữu kia. Chỉ là không ngờ, con trai Vương Tông Nhân ôm điện thoại di động chơi cả tiếng đồng hồ, lúc người ba Vương Mộ Sinh la hét khàn tiếng cũng không để ý tới, Vương Mộ Sinh tức giận đi tới ném bể điện thoại di động của con trai. Sau đó Vương Tông Nhân đang trong thời kỳ phản nghịch bắt đầu chống đối ba. Kết quả có thể tưởng tượng được, con trai chống đối ba, hậu quả chính là bị ba đánh một trận. Vương Tông Nhân tức giận nên cầm chìa khóa xe bỏ chạy, sau đó liền đụng ngã trên vách tường căn biệt thự của Dương Bách Xuyên, phá hủy chuyện tốt của anh và Liễu Linh Linh. Là người làm ba, sau khi Vương Mộ Sinh nhìn thấy tình trạng bi thảm của con trai, cũng áy náy không thôi. Phần nhiều là tự trách vì đã không dạy dỗ cậu ta thật tốt, nếu như có thể nói chuyện hòa thuận với con trai thì sẽ không có va chạm như hôm nay. Sau đó còn bị vợ mắng chửi, lo lắng ông cụ trong nhà biết được sẽ nổi trận lôi đình. Nhà họ Vương ở Yên Kinh là đại gia. Trong lúc ba người nói chuyện phiếm, Vương Tông Nhân nằm trên sofa tỉnh lại, tự mình đứng dậy, tỏ vẻ không có gì đáng ngại. Thật ra Dương Bách Xuyên đã hao phí nhiều chân khí để cứu cậu ta. Đương nhiên sẽ không có việc gì, trong lòng anh rất rõ ràng. Vợ chồng Vương Mộ Sinh nhìn thấy con trai tỉnh lại, đã không có gì đáng ngại, lại rối rít cảm ơn Dương Bách Xuyên, nhìn bên ngoài lúc này mưa cũng nhỏ đi rất nhiều, hai vợ chồng lo lắng cho sức khỏe của con trai nên đã tạm biệt Dương Bách Xuyên để đi vào thành phố làm kiểm tra tổng quát cho con trai. Trước khi đi vợ chồng Vương Mộ Sinh và Dương Bách Xuyên để lại số điện thoại cho nhau, nói xong. Ngày mai cùng nhau ăn một bữa cơm để cảm ơn Dương Bách Xuyên thật chu đáo. Sau đó, Dương Bách Xuyên mới trở lại biệt thự của mình, Liễu Linh Linh mặc sườn xám đang ngồi bắt chéo chân xem TV, thấy Dương Bách Xuyên trở về, vẫn có chút đỏ mặt, mở miệng nói, mưa sắp tạnh rồi, cậu đi tắm rửa phơi quần áo đi, rồi chúng ta trở về đi, ngày mai còn có tiết học. Không cần tắm rửa, sắp khô rồi, chúng ta đi thôi. Được. Hai người lái xe rời khỏi khách sạn Phượng Hoàng, trải qua việc bị Vương Tông Nhân lái xe đụng phải, dù sao cũng không có tình cảm gì, chi bằng trở về. Mà Dương Bách Xuyên cũng đột nhiên nhớ tới, con trồn Hương Hương đang ở nhà một mình trong nhà, không ai quan tâm nó, cũng không chuẩn bị thức ăn cho nó. Vì vậy, anh sốt ruột trở về. Hai người đi ra ngoài lăn lộn cả ngày trời, lúc trở lại thành phố, đã hơn 8 giờ tối, sau khi đưa Liễu Linh Linh về nhà. Dương Bách Xuyên vội vàng chạy về nhà. Sau khi mở cửa phòng, bên tai truyền đến tiếng kêu chi chi. Còn chưa kịp bật đèn, trong bóng tối đã thấy Hương Hương màu vàng nhạt nhảy vào trong ngực anh, trong tiếng kêu tràn ngập tủi thân, giống như nói cậu bỏ mặc một mình tôi. Anh an ủi Hương Hương một chút, rồi bật đèn lên, chuẩn bị cho đồ ăn cho con trồn tham ăn, nhưng sau một khắc, sau khi Dương Bách Xuyên bật đèn, thấy được tình cảnh phòng khách, anh lập tức sợ ngây người. Trong tầm mắt là một mớ hỗn độn. Ghế sofa, rèm cửa trong phòng khách đều bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, đồ đạc trên bàn ngổn ngang bừa bộn. Phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên là có trộm đột nhập vào nhà. Nhưng lại cảm thấy không đúng, bởi vì lúc đi vào cửa phòng không có dấu vết bị cậy phá, đi qua xem xét cửa sổ, cũng không phát hiện cửa sổ bị cậy ra. Không phải có trộm lẻn vào. Vậy thì chỉ có trộm nhà. Nhìn con trồn nhỏ trong lòng ngực, Dương Bách Xuyên hiểu rõ. Ngay lập tức giận dữ ngập trời. Ném trồn nhỏ lên sofa, trừng mắt nói, Hương Hương, có phải là mày làm hay không? Chi chi trong miệng con trồn phát ra hai tiếng kêu, mắt to tròn xoe, tràn ngập nhân tính, vô cùng đáng thương, thậm chí còn gục đầu xuống. Điều này coi như thừa nhận. Mày, Dương Bách Xuyên giận run người. Muốn nổi nóng. Nhưng đối mặt với trồn nhỏ, chỉ là một con thú cưng,
hơn nữa nhìn đôi mắt đáng thương của nó cũng đành phải tắt lửa. Hai tội lỗi. Thở dài một hơi, Dương Bách Xuyên tìm ra một đống kẹo từ trong ngăn tủ cho nó, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nửa giờ sau cũng thu dọn xong, sofa và rèm cửa đều không thể dùng được nữa, chuẩn bị mua mới. Một vài đồ sứ và đồ vật thủy tinh rơi vỡ cũng bị ném vào trong thùng rác. Trong chớp mắt một đống kẹo đã bị chồn nhỏ ăn xong, lúc này mới biết là nó đói bụng nên mới tạo phản ở trong nhà. Anh nghĩ về sau không thể để chồn nhỏ ở nhà một mình, vẫn nên mang theo cho an toàn. Lại lấy ra vài quả dại hái được từ động mãng xà đưa cho nó ăn, sau đó Dương Bách Xuyên bắt đầu giáo dục Hương Hương giống như dạy trẻ con. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm điện thoại lên thì thấy U Dương Ngọc Thanh gọi đến, Dương Bách Xuyên vội vàng bắt máy. Alo, cô giáo U Dương, cô đi du lịch về rồi. Lúc này, điện thoại truyền đến âm thanh xấu hổ thẹn thùng của U Dương Ngọc Thanh, về từ chiều nay, em có bận gì không? Có thời gian đi một chuyến đến chỗ cô không? Nhạc Nhạc ồn ào đòi tìm em. Cô ấy còn chưa nói xong, trong điện thoại vang lên âm thanh của Nhạc Nhạc, ba Xuyên, con rất nhớ ba, ba có thể đến chơi với con hay không? Có thể, ba đến ngay đây. Nếu là người khác hỏi anh, chưa chắc anh đã có thời gian, nhưng U Dương Ngọc Thanh là ngoại lệ, không có cũng phải có. Cúp máy, thay một bộ quần áo sạch sẽ bước ra cửa. Sau khi trở về phải dọn dẹp lại phòng khách bị Hương Hương làm loạn, còn chưa kịp thay quần áo. Nhưng lần này Hương Hương sống chết không chịu bò xuống khỏi người Dương Bách Xuyên, nó bị Dương Bách Xuyên nhốt ở nhà làm cho sợ hãi. Anh đành phải mang theo Hương Hương. Dù sao nó trông rất ngốc ngốc đáng yêu, sau khi đi đến đó chơi cùng với Nhạc Nhạc cũng tốt. Cách tiểu khu của U Dương Ngọc Thanh một con đường cái, chưa đến 10 phút Dương Bách Xuyên đã xuất hiện trước cửa nhà của U Dương Ngọc Thanh. Nhấn chuông cửa, U Dương Ngọc Thanh mặc áo ngủ, tóc xóa tung đi ra mở cửa. Bộ dáng nhìn qua rất lười biếng, không gặp cô ấy một đoạn thời gian làm cho anh có chút nhớ cô ấy. Tất nhiên nỗi nhớ này rất trong sáng. Bởi vì U Dương Ngọc Thanh chính là cô giáo mà Dương Bách Xuyên thích nhất trong lúc học đại học, cũng là giáo viên duy nhất giúp đỡ anh. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên, U Dương Ngọc Thanh hơi mỉm cười, nói, xin lỗi, tối muộn thế này còn làm phiền em. Cô cũng bị Nhạc Nhạc làm ầm ĩ, không còn cách nào khác, từ lúc trở về con bé đã ồn ào muốn tìm em. Dương Bách Xuyên đi vào liên tục xua tay, không sao, mới hơn 9 giờ em cũng chưa nghỉ ngơi. Sau này nếu Nhạc Nhạc tìm em, cô cứ gọi điện thoại cho em, gọi là đến, dù sao em cũng rất thích cô và Nhạc Nhạc. Có thể nhìn thấy U Dương Ngọc Thanh vào lúc tối muộn, Dương Bách Xuyên có chút kích động quá mức. Thuận miệng nói em thích cô và Nhạc Nhạc, nói ra xong lại cảm giác được hình như có chút không ổn. Khuôn mặt của U Dương Ngọc Thanh đỏ lên, coi như chưa nghe thấy, chỉ chớp chớp mắt, nhìn chồn nhỏ trong lòng ngực của Dương Bách Xuyên, vui vẻ nói, đây là, chồn sao? Đáng yêu quá. Đúng vậy, là chồn, tên là Hương Hương. Lần trước gặp phải khi đi vào trong núi, rất dịu ngoan. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng ngủ. Ba Xuyên. Nhạc Nhạc đang giận dỗi nằm trên giường chơi đùa, nhìn thấy Dương Bách Xuyên, vui vẻ gọi tên. Nhạc Nhạc Dương Bách Xuyên đi qua đặt chồn nhỏ lên trên giường, bế Nhạc Nhạc lên. Đối với việc con bé gọi mình là Ba Xuyên, anh vẫn chưa thể quen được. Lo lắng U Dương Ngọc Thanh tức giận, trộm liếc nhìn U Dương Ngọc Thanh đứng bên cạnh, phát hiện cô ấy không có dấu hiệu tức giận, Dương Bách Xuyên hơi yên tâm trong lòng. Nói mấy câu với con bé, sau khi nhìn thấy chồn nhỏ, Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ, trẻ con rất thích những loại động vật nho nhỏ ngốc ngốc đáng yêu như thế này. Ban đầu không dám ôm chồn nhỏ, chỉ biết sờ chạm vào lông tóc của chồn nhỏ. Sau khi Dương Bách Xuyên dặn dò chồn nhỏ không được phép động đậy, lá gan của Nhạc Nhạc bắt đầu to lên, rất nhanh đã ném Dương Bách Xuyên sang một bên. U Dương Ngọc Thanh cười nói, để con bé chơi cùng với Hương Hương cũng được, cô đi du lịch mang về một ít trà cho em thưởng thức. Được. Hai người đóng lại cửa phòng ngủ, đi ra phòng khách, Âu Dương Ngọc Thanh. Pha một ấm trà, ngồi xuống nói chuyện phiếm với Dương Bách Xuyên, đề tài xoay quanh chuyện sắp tốt nghiệp và tìm công tác của anh. Từ chuyện học tập công tác của Dương Bách Xuyên cho đến gia đình mơ ước, dù sao rất tùy ý thoải mái, nhẹ nhàng trò chuyện giống như bạn bè. Dương Bách Xuyên cũng rất thích loại cảm giác này,
anh cảm thấy sau khi U Dương Ngọc Thanh đi ra ngoài du lịch giải buồn, trở về đã rộng rãi lạc quan hơn rất nhiều. Anh mừng thay cho cô ấy. Trò chuyện, Dương Bách Xuyên hỏi ngược lại U Dương Ngọc Thanh. Thật ra không dám hỏi, nhưng sau khi cảm thấy tâm trạng của U Dương Ngọc Thanh lạc quan hơn, anh không nhịn được hỏi, cô giáo U Dương, cô không định tìm một người mới sao? Loại chuyện này phải xem duyên số thôi, trải qua cuộc hôn nhân với Vương Minh, cô đã không có hy vọng gì nhiều nữa rồi. Bây giờ khá tốt, chờ Nhạc Nhạc lớn lên cô sẽ đi du lịch, chạy một vòng quanh thế giới, ngắm nhìn núi sông đất trời, văn minh cổ đại. Lúc nói chuyện U Dương Ngọc Thanh có chút ngẩn người. Dương Bách Xuyên nhìn cô ấy lười biếng dựa vào sofa, đùi ngọc dưới lớp áo ngủ như ẩn như hiện, không khỏi ngẩn ngơ. So với thiếu nữ thanh xuân Liễu Linh Linh, trong mắt anh U Dương Ngọc Thanh có một khí chí chất đặc biệt, hào phóng quyến rũ. Cảm giác trên người cô ấy có một lực hấp dẫn rất mạnh với anh. Dường như U Dương Ngọc Thanh cảm nhận được Dương Bách Xuyên đang nhìn mình, sắc mặt đỏ ửng, đứng dậy nói cô đi nhìn Nhạc Nhạc. Nói xong cô ấy đi vào phòng ngủ. Trước khi ý thức được đã gần sáng sớm, nửa đêm trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, một người phụ nữ có chồng nhưng ly hôn từ lâu, một người thanh niên sức sống bồng bột. U Dương Ngọc Thanh hiểu rất rõ thứ tồn tại trong ánh mắt si mê lúc nãy của Dương Bách Xuyên. Vì vậy vội vàng tránh ra, cô ấy không muốn chậm trễ Dương Bách Xuyên, dưới đáy lòng cô ấy biết chính mình không thể. Vài phút sau, U Dương Ngọc Thanh đi ra phòng ngủ. Nhỏ giọng nói, Nhạc Nhạc ngủ rồi. Vậy em cũng đi về đây, cô đi nghỉ ngơi sớm đi. Dương Bách Xuyên đứng dậy chuẩn bị đi, anh cũng cảm giác không ổn khi ở trong nhà của U Dương Ngọc Thanh. Đầu tiên đây là nhà một người phụ nữ, tiếp theo mới là cô giáo. Sắp rạng sáng rồi, hơn nửa đêm đi cái gì mà đi. Nhà cô vẫn còn chỗ ở, phòng của Nhạc Nhạc vẫn còn trống, cô tìm cho em một chiếc chăn mới, đêm nay ở tạm đây đi. U Dương Ngọc Thanh thật sự lo lắng Dương Bách Xuyên trở về lúc nửa đêm không an toàn. Còn Dương Bách Xuyên, vừa rồi tên nhóc này có chút bị U Dương Ngọc Thanh làm cho choáng váng đầu, nghe U Dương Ngọc Thanh nói ngủ lại, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng nói em ở tiểu khu đối diện, không xa. Được rồi, quyết định như vậy, em cũng đừng lăn lộn, đi tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi sớm đi, có yêu cầu gì thì nói với cô. Nói xong U Dương Ngọc Thanh đi tìm cho anh một cái chăn mới. Dương Bách Xuyên cũng không từ chối nữa, chạy vào phòng tắm tắm rửa. Lần này không giống lần trước, không nhìn đến đồ lót của U Dương Ngọc Thanh treo ở trong phòng tắm, làm anh bớt xấu hổ. Sau khi tắm rửa xong đi ra, phát hiện không có áo tắm dài cũng không có đồ ngủ, cười khổ chuẩn bị mặc quần áo vừa nãy của mình đi ra ngoài. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó truyền đến âm thanh của U Dương Ngọc Thanh. Dương Bách Xuyên. Cô quên chuẩn bị áo tắm dài cho em mặc tạm của cô trước đi. Dương Bách Xuyên rất xấu hổ, đây là lần thứ hai anh mặc áo tắm dài của U Dương Ngọc Thanh. Mở cửa ra, U Dương Ngọc Thanh đưa áo tắm dài từ kẹt cửa vào, Dương Bách Xuyên nói cảm ơn một câu, vội vàng mặc áo tắm dài vào. Đi ra ngoài không thấy U Dương Ngọc Thanh, chắc đã về phòng. Anh cũng trực tiếp đi vào phòng Nhạc Nhạc chuẩn bị nghỉ ngơi. Nằm trên giường mặc áo tắm dài của U Dương Ngọc Thanh, cảm giác không thoải mái, quá nhỏ quá bó người nên cởi áo tắm dài ra. Vừa nằm xuống tầm 10 phút thì cửa phòng vang lên. Ngủ chưa, cô xuống dưới tầng mua áo ngủ mới cho em. Âm thanh của U Dương Ngọc Thanh vang lên từ bên ngoài cửa, nói. À chưa, cô chờ em mở cửa. Dương Bách Xuyên thật sự cảm động, anh còn tưởng rằng U Dương Ngọc Thanh đã ngủ. Không nghĩ đến là đi cửa hàng tiện lợi tiểu khu mua áo ngủ cho anh. Dương Bách Xuyên mở cửa, U Dương Ngọc Thanh xuất hiện ở cửa, anh nghiêng người cho cô ấy vào nhà. Trong nhà không có đồ ngủ phù hợp nên cô đến siêu thị chung cư mua cho em một bộ, không biết có vừa không, em mặc tạm nhé. Sau này nếu Nhạc Nhạc quậy lên là cô lại phải làm phiền em, cô rất áy náy. U Dương Ngọc Thanh vừa nói vừa đưa đồ ngủ cho Dương Bách Xuyên. Cảm ơn cô, kỳ thật không phiền gì đâu ạ, cô vẫn luôn quan tâm em chu đáo mà. Dương Bách Xuyên đáp lời, đồng thời nhận đồ ngủ. Sau đó, tay của hai người chạm vào nhau. Cảm giác mềm mại nhẵn mịn truyền tới làm Dương Bách Xuyên xao xuyến. Thật ra chỉ là vô tình mà thôi. U Dương Ngọc Thanh bị Dương Bách Xuyên cầm tay thì toàn thân run lên,
muốn rụt tay lại nhưng Dương Bách Xuyên càng nắm chặt hơn. Cả hai đều không cố ý, thậm chí đây chỉ là phản xạ có điều kiện của Dương Bách Xuyên. Nhìn sắc mặt đỏ bừng giống như táo chín của U Dương Ngọc Thanh, anh kìm lòng không đậu cắn một phát. Không hiểu sao ở trước mặt U Dương Ngọc Thanh, khả năng giữ bình tĩnh của anh luôn sụt giảm nghiêm trọng. Tựa như U Dương Ngọc Thanh là một khối nam châm, một vật báu phủ lớp vải che bí ẩn dụ dỗ anh không kìm được vén ra. Âu Dương Ngọc Thanh bị Dương Bách Xuyên cầm tay, không nhịn được bật ra tiếng rên khẽ. Âm thanh này lọt vào tai Dương Bách Xuyên chẳng khác gì mở cống nước hồng hồ. Mọi cảm xúc dưới đáy lòng bỗng bùng nổ. Đây là lần thứ hai anh kích động. Lần trước kích động là lúc hôn U Dương Ngọc Thanh, sau đó anh chạy trối chết. Lần này anh không định trốn tránh, mà yên tâm tháo gỡ gông xiềng, nghe theo bản tâm. Anh biết mình thích Âu Dương Ngọc Thanh, là kiểu thích quyến luyến không muốn tách rời. Bỗng nhiên anh hôn Âu Dương Ngọc Thanh ngấu nghiến. U Dương Ngọc Thanh bị Dương Bách Xuyên hôn bất ngờ thì giật mình, nhưng sau đó cũng thoải mái. Cô ấy là người từng trải chứ không phải thiếu nữ ngượng ngùng, sao lại không hiểu hành động của Dương Bách Xuyên kia chứ? Thật ra ngay từ lần đầu tiên Dương Bách Xuyên đến nhà, hay nói chính xác hơn là từ lúc anh cứu U Dương Ngọc Thanh khỏi tay Vương Minh, cô ấy đã biết có lẽ sẽ có ngày này. Nhưng hôm nay thì không được. Cô ấy muốn đẩy Dương Bách Xuyên ngang ngược bá đạo ra và nói với anh vài câu, nhưng lại bị Dương Bách Xuyên hôn, hoàn toàn không có cơ hội. Càng chết người hơn là lúc này U Dương Ngọc Thanh đã mềm nhũn. Chỉ trong chốc lát cô ấy đã lạc mất phương hướng trước thế tiến công nồng nhiệt của Dương Bách Xuyên. Từ chống cự lúc ban đầu chuyển sang đón ý hùa theo. Thời khắc này U Dương Ngọc Thanh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, được vòng tay rắn giỏi của Dương Bách Xuyên bế lên giường. Sau đó bị anh đè lên người. Hơi thở nóng bỏng lưu chuyển giữa hai người. Sau khi Dương Bách Xuyên cởi quần áo trên người U Dương Ngọc Thanh, cô ấy vội vàng tóm lấy tay anh, vừa thở hổn hển vừa cất giọng êm ái nói, hôm nay không được, cô không tiện. Em bốc cháy rồi đây, có gì mà không tiện. Hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ ngầu, anh không hiểu câu nói của U Dương Ngọc Thanh, vẫn muốn triển tiếp. Tại đến tháng Á. Gì cơ? Dương Bách Xuyên lập tức xì hơi, lăn xuống khỏi người U Dương Ngọc Thanh nằm sang bên cạnh. Anh cảm thấy mình sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Có đôi khi tình cảm giữa nam và nữ chỉ cách nhau một tầng giấy mỏng, một khi đâm thủng thì trong lòng sẽ không còn bất kỳ rào cản nào. Dường như thời khắc này Dương Bách Xuyên và U Dương Ngọc Thanh đã vượt qua cái hố ngăn cách, nói gì làm gì cũng không ngượng ngùng. Ha ha, U Dương Ngọc Thanh nhìn bộ dạng ủ rũ của Dương Bách Xuyên. Khẽ cười một tiếng rồi nằm nhoài lên người anh, hôn lên mặt anh, đỏ mặt nói, lần sau sẽ cho em. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên mỉm cười. Nhưng ngay sau đó anh lại nghe thấy U Dương Ngọc Thanh thẹn thùng bảo, cô giúp em. Anh còn chưa kịp phản ứng, U Dương Ngọc Thanh đã cúi đầu. Ngày hôm sau thức dậy, Dương Bách Xuyên vẫn ngửi thấy mùi hương thức ăn. Anh rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó đến phòng bếp. Trông thấy U Dương Ngọc Thanh đang chuẩn bị bữa sáng. Anh nhìn bóng lưng đối phương với vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Trong đầu hiện ra hình ảnh tối qua cô ấy đỏ mặt giải quyết nan đề cho mình. Dương Bách Xuyên đi đến ôm cô ấy từ phía sau. U Dương Ngọc Thanh nở nụ cười dịu dàng. Tình cảm cô ấy dành cho Dương Bách Xuyên rất phức tạp, nhưng sau khi được anh cứu, trong trái tim cô ấy đã có bóng hình chàng trai nhỏ hơn mình 7 tuổi này. Hơn nữa, trên người Dương Bách Xuyên có sức hấp dẫn khó tả, cho nên U Dương Ngọc Thanh thật lòng thích anh. Nhưng U Dương Ngọc Thanh cũng biết rõ mình chỉ có thể làm một người phụ nữ lặng lẽ đứng sau lưng anh. Dương Bách Xuyên còn trẻ, đang ở thời thanh xuân tươi đẹp, giữa hai người không có tương lai. Tuy nhiên, điều này không cản trở hai người đến với nhau. Thật ra Nhạc Nhạc thích anh như vậy cũng là chuyện tốt. Em rửa tay rồi ăn cơm, xong ngay đây. U Dương Ngọc Thanh mỉm cười dịu dàng. Em rửa rồi, cô làm tiếp đi, em đi thăm Nhạc Nhạc. Sau khi ăn sáng ở chỗ U Dương Ngọc Thanh, Dương Bách Xuyên đi thẳng đến trường. Kỳ nghỉ của U Dương Ngọc Thanh vẫn chưa tới, cô ấy định đưa con đến nhà mẹ mấy ngày. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên để lại con chồn hương hương cho Nhạc Nhạc chơi. Trên đường đi, tâm trạng Dương Bách Xuyên rất tốt, tối qua quan hệ giữa anh và U Dương Ngọc Thanh tiến triển vượt bậc.
tuy chưa làm đến bước cuối cùng nhưng rốt cuộc cũng có một khởi đầu tốt. Dương Bách Xuyên đến lớp, nhưng hôm nay không thấy Liễu Linh Linh đi học, ít nhiều gì cũng thấy hơi tiếc nuối. Buổi sáng Dương Bách Xuyên về luôn ngay sau khi tan học, buổi chiều cũng không định đến trường. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, không có tiết học nào quan trọng, anh định buổi chiều sẽ đến chỗ Lưu Tích Kỳ xem thử. Hồi sáng Lưu Tích Kỳ đã gọi mấy cuộc điện thoại, nói là mọi thứ trong công ty vẫn hoạt động bình thường, hôm nay bắt đầu tuyển nhân sự, có mấy chức vị quan trọng cần anh đến xem. Theo ý của Dương Bách Xuyên thì anh không định nhúng tay vào chuyện công ty, tất cả cứ giao cho Lưu Tích Kỳ toàn quyền phụ trách là được. Nhưng anh không chống đỡ được Lưu Tích Kỳ gọi điện thúc giục, bắt anh phải đến trấn ải. Xem thì xem, dù sao anh cũng chỉ đi cho có, anh bạn chí cốt giỏi quản lý công ty hơn anh gấp chục lần. Bởi vì muốn thành lập công ty nên Liễu Linh Linh tìm cho Lưu Tích Kỳ một slot nghe giảng ở ban đào tạo quản lý xí nghiệp của ba mình. Theo lời Liễu Linh Linh thì đây là lớp đào tạo tốt nhất trong giới thương mại cố đô, cả giảng viên lẫn sinh viên đều là nhân viên quản lý cấp cao của các công ty lớn. Hơn nữa, đây là lớp đào tạo từ thấp đến cao. Có Liễu Linh Linh ra mặt tương đương với việc bật đèn xanh cho Lưu Tích Kỳ. Buổi sáng anh ta bận rộn chuyện thành lập công ty, buổi chiều đến lớp đào tạo, buổi tối còn phải đọc đủ loại sách. Có thể nói từ sau khi Lưu Tích Kỳ làm cho công ty Vân Kỳ, anh ta bận tối tăm mặt mũi. Có một lần Dương Bách Xuyên dành thời gian đến thăm anh ta thì thấy mắt đối phương thâm quầng, nói là mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Tuy mệt nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra Lưu Tích Kỳ thích gây dựng sự nghiệp, thích làm công việc hiện tại, vui vẻ không biết chán. Anh cũng khâm phục nghị lực và năng lực học tập của đối phương. Và lại công ty mới thành lập, có mấy cổ đông thuộc thế hệ con cháu trong giới kinh doanh cố đô là Liễu Linh Linh, Tiền Tiểu Bối và Nhóc Đông. Gia tộc mỗi người cũng cử một số người đến hỗ trợ Lưu Tích Kỳ, hơn nữa toàn là tinh anh. Lưu Tích Kỳ mừng như nhặt được vàng, khiêm tốn học hỏi bọn họ. Mấy hôm nay, ngày nào trước khi đi ngủ hai người cũng gọi điện thoại nói chuyện. Theo cách nói của Lưu Tích Kỳ thì anh ta đang báo cáo công việc với sếp. Tuy đó là lời nói đùa, nhưng nhìn từ một góc độ khác có thể thấy EQ của Lưu Tích Kỳ rất cao, ít nhất thì Dương Bách Xuyên cảm thấy cao hơn mình. Anh biết Lưu Tích Kỳ đang truyền tải cho anh tin tức anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Mặc dù Dương Bách Xuyên tỏ vẻ không quan tâm, nhưng anh ta vẫn kiên trì báo cáo mỗi ngày. Đây là thái độ làm việc nghiêm túc, chuẩn bị làm chuyện lớn. Địa điểm công ty nằm ở khu phát triển mới, tuy vị trí hơi xa xôi hẻo lánh nhưng được cái có rất nhiều công ty và cơ quan ở gần đó, cũng coi như là một lợi thế nhân hòa. Dương Bách Xuyên lái xe đến đó. Vừa xuống xe cuộc điện thoại của Lưu Tích Kỳ lại gọi đến thúc giục. Nhóc Xuyên đã tới chưa? Người đến phỏng vấn đã đợi hơn 2 tiếng, mất hết kiên nhẫn rồi. Tới rồi, đang ở dưới lầu, sắp vào thang máy rồi đây. À phải rồi, tầng mấy nhỉ? À tôi quên mất tiêu. Dương Bách Xuyên ngượng ngùng nói. Ông lớn ơi, cậu là chủ tịch hội đồng quản trị mà chưa đến công ty lần nào. Tôi đã nói rồi mà cậu chẳng nhớ, tầng 9 tầng 9. Lưu Tích Kỳ mắng trong điện thoại. Hi hi, tại tôi hết, bớt giận nha. Lát nữa tôi lên đó xếp Lưu lại mắng tiếp. Phụt, xếp Lưu á, được đấy, hi hi. Lưu Tích Kỳ bật cười bởi câu xếp Lưu của Dương Bách Xuyên, sau đó anh ta nói, nhanh lên. Đừng bảo anh em không săn sóc cậu, người đến phỏng vấn hôm nay có cặp chân dài miên man, ha ha. Thiết đản, cậu quá đen tối. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng cười thô bỉ của anh ta trong điện thoại, bèn buông lời chế nhạo. Đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Còn nữa, nếu lát nữa thằng nhóc nhà cậu dám gọi tôi là thiết đản trước mặt người ngoài thì tôi chỉnh chết cậu. Lưu Tích Kỳ rất bất mãn với tên mụ thiết đản. Anh ta sợ lát nữa Dương Bách Xuyên lên đây sẽ gọi anh ta là thiết đản trước mặt mọi người, như vậy thì uy tín mà Lưu Tổng vừa dựng lên sẽ mất sạch. Biết rồi xếp thiết đản. Tôi đảm bảo sẽ không gọi cậu là thiết đản, mà gọi là xếp đản. Ha ha ha. Biến đê. Dương Bách Xuyên cúp máy, vừa hay thang máy đã lên tới tầng 9. Tầng 9 rộng hơn 500 mét vuông, hiện tại đều thuộc về công ty Vân Kỳ. Ra khỏi thang máy là hành lang dài 7-8 mét, có một cửa kính rộng 3 mét và cao hơn 5 mét. Nhìn xuyên qua cửa kính có thể trông thấy một quầy lễ tân. Trên bức tường phía sau viết dòng chữ công ty dưỡng sinh Vân Kỳ. Thiết đản làm rất tốt. Dương Bách Xuyên vừa đẩy cửa ra vừa lẩm bẩm đi vào.
Này này này, anh đứng lại. Anh làm gì vậy? Lúc này một cô gái tầm 25-26 tuổi đi tới. Cô gái này có ngoại hình bình thường nhưng vóc dáng khá cao. Thấy Dương Bách Xuyên đi vào trong, cô ta bèn gọi lại, đồng thời cũng đi vào quầy tiếp tân ngồi xuống. Dương Bách Xuyên vừa nhìn là hiểu, đây là tiếp tân của công ty. Anh nhíu mày, tiếp tân là hình ảnh gây ấn tượng đầu tiên của công ty, mặc dù anh chưa mở công ty nhưng cũng từng gặp. Chưa nói tới ngoại hình của cô gái này, chỉ với việc cô ta mở miệng nói này 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 đã để lại ấn tượng dưới 50 điểm trong lòng Dương Bách Xuyên. Bất kể ai đi vào công ty, đầu tiên phải có lễ phép tối thiểu đúng không? Dương Bách Xuyên đang mải suy nghĩ, vẫn chưa trả lời đối phương. Cô gái này lại nói tiếp, có phải anh đến ứng tuyển không? Mấy giờ rồi mới đến, nhưng coi như anh may mắn, phỏng vấn vẫn chưa bắt đầu. Muốn phỏng vấn thì mau lên, vào cửa thứ ba chờ đi. Dương Bách Xuyên hơi buồn bực, anh không giống sếp hay sao mà lại bị tiếp tân xem là ứng viên. Có điều ngay sau đó anh xem lại cách ăn mặc của mình, hình như đúng là không giống. Anh mặc đồ chỉ chú trọng sự thoải mái, miễn sao thoải mái là được, cho nên hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao màu xám, quả thật không giống chủ tịch công ty. Dương Bách Xuyên há miệng định dặn dò cô gái tiếp tân phải niềm nở với người đến công ty và nói chuyện lễ phép, nhưng lại phát hiện ra cô ta đã cúi đầu nghịch điện thoại. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng từ bỏ, đợi lát nữa đề nghị với Lưu Tích Kỳ là được. Anh rẽ vào hành lang, từ xa đã thấy khu vực làm việc. Khi đi qua WC, đột nhiên anh buồn đi vệ sinh, bèn xoay người đi vào WC. Lúc anh ra ngoài rửa tay, một cô gái trông khoảng 20 tuổi vội vàng chạy từ trong WC nữ ra. Chắc là do chạy quá nhanh, lại thêm trên sàn có nước nên cô lảo đảo trực ngã. Á! Dương Bách Xuyên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ đối phương. Nếu anh không đỡ kịp thì cô sẽ bị đập đầu vào bồn rửa tay. Cô không sao chứ? Dương Bách Xuyên hỏi. Lúc này mặt cô gái đỏ bừng, run rẩy nói, không. Không sao, cảm ơn anh. Anh gì ơi, anh có thể thả tay ra trước không, anh nắm em đau quá. Mặt cô gái đỏ phừng phừng, giọng nói rất ngọt ngào, dịu dàng nho nhã. Dương Bách Xuyên nghe thấy cô gái nói vậy thì sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ bừng. Xấu hổ quá. Mình đỡ người ta, nhưng ai dè lại chộp phải ngực người ta. Anh vội vàng buông tay, lúng túng nói, khụ khụ, xin lỗi. Trong lòng thầm kinh ngạc, thật đấy đã làm sao? Không sao không sao, may mà anh đỡ em, không thì em đập vỡ đầu rồi. Cô gái vừa nói chuyện vừa rửa tay, sau đó vươn tay nói, em là Bộ Thanh Mai. Anh cũng đến ứng tuyển sao? Cứ xem là vậy đi, tôi là Dương Bách Xuyên. Vừa rồi cô vội vàng như vậy làm gì? Trong WC có chuột à? Dương Bách Xuyên nói đùa. Không, không phải, bạn em gửi tin nhắn nói phỏng vấn sắp bắt đầu, bảo em mau qua đó, cho nên em chạy hơi gấp. À đúng rồi, anh Xuyên ơi chúng ta đi nhanh lên. Bộ Thanh Mai đáp lời. Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy Bộ Thanh Mai rất thú vị. Cô ăn mặc rất giản dị, trang điểm cũng trang nhã, mắt to, mặt mũi ngây ngô, vóc dáng đẹp, cao tầm 1m67. Điều quan trọng là ngực đẫy đà. Đúng chuẩn loli. Hơn nữa, hơi tí là cô lại đỏ mặt, trông rất đơn thuần, còn gọi Dương Bách Xuyên là anh. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên nhớ đến em gái mình, bất giác có thêm thiện cảm với Bộ Thanh Mai. Nghe đối phương dục mình mau đi phỏng vấn, anh chợt nảy ra một ý, nổi hứng trêu đùa. Mình dứt khoát đến gặp Lưu Tích Kỳ với thân phận ứng viên cũng không tệ. Anh đi cùng Bộ Thanh Mai đến phòng họp, thấy ở đây có không ít người. Anh nhìn thoáng qua, có khoảng 7-80 người túm năm tụm ba đứng với nhau. Khi đi vào anh nghe thấy rất nhiều người đang phàn nàn. Nào là 3 giờ rồi vẫn chưa được ăn cơm, nào là công ty này chẳng ra sao, nào là phỏng vấn mà cũng kéo dài lâu như vậy, không phải công ty tuân thủ giờ rất nghiêm ngặt. Nhưng cũng có người nhỏ giọng thì thầm, nói rằng bởi vì đây là công ty mới nên bọn họ mới có cơ hội, không gian thăng tiến lớn, hơn nữa phúc lợi mà công ty đưa ra cũng không tệ. Bộ Thanh Mai dẫn Dương Bách Xuyên tới trước mặt một cô gái khoảng 22-23 tuổi, rồi giới thiệu với anh Xuyên đây là đàn chị cùng trường của em tên là Trương Thiến. Thiến Thiến, vị này là Dương Bách Xuyên. Xin chào. Trương Thiến bắt tay với Dương Bách Xuyên,
sau đó kéo Bộ Thanh Mai sang một bên nói nhỏ, Bộ Thanh Mai, chẳng phải chị đã nói với em là đừng tùy tiện nói chuyện với đàn ông xa lạ ư, sao em không nghe lời? Có phải lại thêm một kẻ táy máy tay chân với em không? Em ngây thơ như thế, sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Không phải đâu Thiến Thiến, lúc nãy em suýt ngã dập đầu trong WC, may mà có anh Xuyên đỡ em, nếu không hôm nay em bị vỡ đầu rồi. Anh ấy không táy máy tay chân gì cả, em cảm thấy anh ấy rất tốt. Bộ Thanh Mai giải thích. Em đó, hết thuốc chữa rồi. Ai biết nhân phẩm người này thế nào, nói chung là em tránh xa cậu ta ra, phỏng vấn cho thật tốt, qua vòng phỏng vấn rồi tính tiếp. Trương Thiến dở giọng chị cả nói với Bộ Thanh Mai, nhưng Dương Bách Xuyên nghe ra cô ta là kẻ sành sỏi trốn công sở. Ồ, em biết rồi. Bộ Thanh Mai le lưỡi. Hai người nói rất nhỏ, nhưng Dương Bách Xuyên lại nghe rõ. Hai người nói xong thì đi tới, Trương Thiến nhìn Dương Bách Xuyên và nói, cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp em gái tôi. Không có gì, tiện tay mà thôi. Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp lời. Trương Thiến nhìn Dương Bách Xuyên, tiếp tục nói, cậu đến phỏng vấn sao không mang sơ yếu lý lịch? Mới tốt nghiệp phải không? Còn nữa, cậu ăn mặc xuề xòa quá, ấn tượng đầu tiên lúc phỏng vấn rất quan trọng, cậu mặc đồ thể thao sẽ để lại ấn tượng không tốt cho người phỏng vấn. Hai, chúc cậu may mắn. Trong lúc Dương Bách Xuyên còn đang sững sờ, Trương Thiến nói bô bô một tràng, tóm lại là không coi trọng Dương Bách Xuyên có thể qua vòng phỏng vấn. Dương Bách Xuyên không sao trả lời được, chỉ có thể nói là mình ra ngoài quên mang theo sơ yếu lý lịch để lấp liếm cho qua. Anh đâu thể nói mình là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này đúng không? Phỏng chừng anh nói như vậy thì Trương Thiến cũng chẳng tin. Có điều Bộ Thanh Mai ở bên cạnh lại lo lắng thay Dương Bách Xuyên, vội vàng an ủi, không sao đâu anh Xuyên, lát nữa phỏng vấn anh hãy giải thích với giám khảo. Cảm ơn cô, Dương Bách Xuyên gật đầu với Bộ Thanh Mai. Hiện tại càng lúc anh càng có thiện cảm với cô gái này. Tính cách của cô quá đơn thuần, chẳng khác gì một trang giấy trắng. Trương Thiến ở bên cạnh nghe Bộ Thanh Mai nói vậy thì lườm nguýt, em ngốc thế, giám khảo sẽ thích một người quên mang sơ yếu lý lịch chắc. Á, vậy phải làm sao bây giờ? Bộ Thanh Mai nhìn Dương Bách Xuyên, lo lắng cho anh. Đừng lo, tôi đến xem thử thôi, ha ha. Dương Bách Xuyên mỉm cười trả lời. Lúc này điện thoại đổ chuông, là Lưu Thích Kỳ gọi tới. Dương Bách Xuyên tỏ ý bảo Bộ Thanh Mai rằng mình ra chỗ khác nghe máy. Ông lớn ơi, ông Xuyên ơi, có phải ông xuống tầng âm 9 không? Tòa nhà này chỉ có 12 tầng, không có tầng âm 9 và tầng 19. Mọi người đợi boss phỏng vấn bao lâu rồi hả? Lưu Thích Kỳ gào lên trong điện thoại. Khụ khụ, đừng kích động, đừng kích động, tôi đến rồi đây, hiện đang đứng cùng các ứng viên ở phòng họp. Cậu cứ sắp xếp phỏng vấn đi, tôi xem là được. Nói xong anh lại bổ sung, à đúng rồi, đừng công khai thân phận của tôi. Dương Bách Xuyên vội vàng dỗ dành Lưu Tích Kỳ. Được, cậu là ông lớn, tôi nghe cậu. Dứt lời Lưu Tích Kỳ giận dữ cúp máy. Lúc này cửa phòng họp mở ra, một cô gái mặc váy ngắn công sở lên tiếng, mọi người chuẩn bị đi, từng người theo tôi đi phỏng vấn theo số thứ tự trong tay mỗi người. Nói xong cô gái lại hỏi, có ai chưa nhận số thứ tự không? Ai không có thì đi theo tôi lấy. Không có ai cất lời, chỉ mình Dương Bách Xuyên chưa có. Anh đoán chắc là Lưu Tích Kỳ sắp xếp, bèn giơ tay nói, tôi không có. Mời anh đi theo tôi. Dương Bách Xuyên đi theo cô gái vào văn phòng bên cạnh. Khi vào trong anh chỉ thấy Lưu Tích Kỳ mặt mày xa sầm u oán, bên cạnh là một người phụ nữ thướt tha tầm 30 tuổi. Trông thấy Dương Bách Xuyên. Lưu Thích Kỳ oán trách, ông lớn ơi, cậu đến đây chơi đấy à? Khụ khụ, tôi đến trải nghiệm quá trình phỏng vấn trước ấy mà. Sắp tốt nghiệp rồi, chẳng phải tôi muốn lấy kinh nghiệm sao? Dương Bách Xuyên mỉm cười trả lời Lưu Thích Kỳ. Được rồi, cậu xem ở đây đi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn. À đúng rồi, giới thiệu với cậu vị này là giám đốc phòng nhân sự Hách Mỹ Lệ, và trợ lý văn phòng Tiểu Lưu. Sau đó anh ta lại giới thiệu Dương Bách Xuyên, giám đốc Hách. Vị này là Dương Bách Xuyên chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Ngày nào tôi cũng nghe sếp Lưu nhắc đến chủ tịch, xem như hôm nay đã được nhìn thấy người thật. Hách Mỹ Lệ trang điểm đậm, bờ môi rất đẹp, vòng eo thon nhỏ. Cô ta chìa tay bắt tay Dương Bách Xuyên. Lần đầu tiên được người khác gọi là chủ tịch, Dương Bách Xuyên không quen. Anh khách sáo nói, chỉ là trên danh nghĩa thôi,
mọi việc trong công ty đều do sếp Lưu toàn quyền xử lý. Hy vọng sau này chị Mỹ Lệ và sếp Lưu hợp tác vui vẻ, quản lý công ty thật tốt. Nên mà, chủ tịch cứ yên tâm, Hách Mỹ Lệ nở nụ cười xinh đẹp. Lúc hai người buông tay, Dương Bách Xuyên không ngờ Hách Mỹ Lệ lại gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, làm anh nổi da gà đầy người. Dương Bách Xuyên không có hứng thú với kiểu phụ nữ như Hách Mỹ Lệ. Anh có thể nhìn ra Hách Mỹ Lệ là người sành sỏi trốn công sở, nụ cười đầy quyến rũ, cũng có thân hình đáng kiêu ngạo, trông không già chút nào, trái lại còn cực kỳ thướt tha. Dương Bách Xuyên bị gãi lòng bàn tay, vô thức đỏ mặt rụt tay về. Sau khi tỉnh táo lại, anh mắng thầm, đồ lẳng lơ, đùa giỡn chủ tịch giữa ban ngày ban mặt, nhìn tôi. Thôi bỏ đi, tôi chẳng có hứng thú với chị. Trợ lý Tiểu Lục ở bên cạnh há hốc miệng, cô nghe thấy sếp Lưu và giám đốc Hách gọi chàng trai không có số thứ tự này là chủ tịch hư. Sốc thật đấy, thoạt nhìn vị chủ tịch hội đồng quản trị này vẫn đang độ tuổi sinh viên mà. Cậu ấy là con nhà giàu. Tiểu Lưu thầm xác định thân phận của Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên trong lúc còn đang chấn động, cô nàng lại nghe thấy vị chủ tịch tên Dương Bách Xuyên nói với sếp Lưu và giám đốc Hách, à thì bắt đầu nhanh lên, tôi trốn học tới đây đó. Quả nhiên là sinh viên, cậu ấy chắc chắn là con nhà giàu. Trợ lý Tiểu Lưu thầm nghĩ trong lòng. Lát nữa cậu tự chọn một trợ lý văn phòng cho mình nhé. Hồ sơ ở đây cả, tự xem đi. Lưu Thích Kỳ ném hồ sơ của ứng viên cho Dương Bách Xuyên. Không cần đâu, tôi không đến công ty thì cần trợ lý gì chứ? Dương Bách Xuyên xua tay nói. Xem cũng chẳng mang thai. Lưu Thích Kỳ trợn mắt chừng anh. Được được được, tôi xem. Sếp Lưu à, mọi người làm việc đi, tôi sang bên kia xem từ từ. Dương Bách Xuyên đành phải cầm hồ sơ sang một bên. Sau đó, Lưu Thích Kỳ và Hách Mỹ Lệ bắt đầu phỏng vấn. Công ty mới thành lập cần tuyển dụng rất nhiều vị trí, hơn nữa hôm nay còn cần tuyển dụng mấy chức vị quan trọng, cho nên Lưu Tích Kỳ đích thân tham dự, còn bắt Dương Bách Xuyên đến. Từng ứng viên đi vào, Hách Mỹ Lệ và Lưu Tích Kỳ lần lượt phỏng vấn. Đương nhiên chủ yếu vẫn là giám đốc phòng nhân sự Hách Mỹ Lệ làm chủ. Dương Bách Xuyên thấy Lưu Tích Kỳ rất ít lên tiếng, chỉ ngồi một bên thỉnh thoảng hỏi vài câu, tay đặt lên sổ đang ghi chép gì đó. Tinh thần học tập mọi lúc mọi nơi của anh ta khiến Dương Bách Xuyên tự cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù Hách Mỹ Lệ có hơi lẳng lơ, nhưng phải công nhận là cô ta thật sự có tài năng. Những câu hỏi cô ta đặt ra trong lúc phỏng vấn đều xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp, thường có thể nhìn thấu một số người đến góp vui. Dương Bách Xuyên ngồi trong góc đọc hồ sơ, tuy không ngẩng đầu lên nhưng vẫn nghe thấy những lời họ phỏng vấn anh vừa đọc vừa nghe, chú ý tình hình. Anh đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Hách Mỹ Lệ, bởi vì vị giám đốc nhân sự này rất đạt tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên lật xem hồ sơ của các ứng viên như lật sách, tốc độ rất nhanh, mới vài phút đã xem một nửa chồng hồ sơ dày. Tốc độ đọc của Dương Bách Xuyên làm cho Lưu Tích Kỳ lắc đầu tức giận. Anh ta cho rằng Dương Bách Xuyên hoàn toàn không đọc, chỉ qua loa lấy lệ mà thôi, làm gì có ai đọc sơ yếu lý lịch nhanh như lật sách như thế. Anh ta thật sự cạn lời với Dương Bách Xuyên. Thật ra Lưu Tích Kỳ không biết là Dương Bách Xuyên tu chân, cho nên trí nhớ vượt xa người bình thường, anh chỉ cần nhìn lướt một lần là có thể nhớ toàn bộ hồ sơ, giống như máy tính quét hình vậy. Nhưng Dương Bách Xuyên không đọc được suy nghĩ trong lòng Lưu Tích Kỳ, cũng không ngẩng đầu nhìn bọn họ. Lúc này rốt cuộc anh cũng đọc đến một bản sơ yếu lý lịch. Sơ yếu lý lịch của Bộ Thanh Mai. Sơ yếu lý lịch của Bộ Thanh Mai gần giống với tưởng tượng của anh. Bộ Thanh Mai xuất thân trong gia đình nhà nông ở Cố Đô, vừa mới tốt nghiệp cao đẳng, bằng cấp không cao, mới 19 tuổi chưa đến 20. Đúng là một trang giấy trắng. Dương Bách Xuyên cũng đã đọc hồ sơ của Trương Thiến. Cô ta và Bộ Thanh Mai là bạn cùng trường, nhưng tốt nghiệp sớm hơn Bộ Thanh Mai một năm. Theo địa chỉ trên hồ sơ thì cô ta và Bộ Thanh Mai là đồng hương, thảo nào hai người lại cùng đến ứng tuyển. Dương Bách Xuyên đặt sơ yếu lý lịch của Bộ Thanh Mai và Trương Thiến sang một bên, sau đó tìm được một bản sơ yếu lý lịch thú vị trong đống hồ sơ. Một người tên Lý Đại Nghị đã thu hút sự chú ý của Dương Bách Xuyên. Trong phần giới thiệu sơ lược của Lý Đại Nghị viết anh ta là cảnh sát vũ trang đã xuất ngũ. Có rất nhiều quân nhân xuất ngũ, điều này không có gì đặc biệt, nhưng điểm quan trọng là trong phần giới thiệu sơ lược của Lý Đại Nghị còn ghi một câu. Câu này mới là nguyên nhân khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú.
trên đó viết truyền nhân của Mai Hoa Quyền. Một câu giới thiệu vô cùng đơn giản. Nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra anh ta là một người luyện võ. Dương Bách Xuyên biết trên khắp Trung Quốc có rất nhiều võ thuật truyền thừa, ngay cả ở quê anh cũng có, tuy nhiên rất nhiều võ thuật đã thất truyền. Hơn nữa, hầu hết những võ thuật này đều là chút cung phu quyền cước mà thôi. Tuy vậy Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy hứng thú. Cho nên anh cũng đặt sơ yếu lý lịch của Lý Đại Nghị cùng chỗ với sơ yếu lý lịch của Bộ Thanh Mai. Đọc sơ yếu lý lịch thì thấy tuổi của Lý Đại Nghị không lớn lắm, 26 tuổi. Anh ta là người Thiên Tân, không biết tại sao lại đến Tây Bắc tìm việc làm. Còn một nguyên nhân nữa khiến Dương Bách Xuyên chọn ra sơ yếu lý lịch của Lý Đại Nghị, đó là anh có thiện cảm với quân nhân. Thời các ông nhà họ Dương, ông hai là người từng lên chiến trường ở Triều Tiên. Cuối cùng sau khi chiến tranh kết thúc, ông hai đã đến Tây vực xa xôi. Nghe bà nội kể ông hai trở về từ chiến trường chưa đầy mấy năm thì qua đời vì bệnh tật, làm cho ông nội anh rất buồn. Ông nội là con trai thứ ba trong nhà. Thế hệ ông nội có ba anh em, anh cả chết yểu nên quan hệ giữa ông nội của Dương Bách Xuyên và ông hai rất tốt. Hồi ấy sau khi ông hai đi lính chưa từng về nhà, đến khi chiến tranh kết thúc ông hai lại chết bệnh ở Tây vực. Muốn về cũng chẳng được vì giao thông bất tiện. Dương Bách Xuyên nghe bà nội kể rằng lúc đó gia đình nhận được điện báo ông hai bị bệnh qua đời, ông nội anh đã đổ bệnh. Ngày hôm ấy ông nội ôm điện báo đứng ở đầu thôn nhìn về phía Tây vực, nước mắt tuôn rơi, anh hai về nhà rồi, anh hai về nhà rồi. Không lâu sau ông nội ốm liệt giường, cuối cùng tạ thế. Lại thêm ba của Dương Bách Xuyên cũng là quân nhân, mặc dù ba anh đã mất tích hơn 10 năm. Nhưng anh vẫn rất có thiện cảm với quân nhân, hay nói chính xác hơn là có cảm giác thân thiết tự nhiên. Anh muốn giữ Lý Đại Nghị ở lại, dù sao ít hôm nữa anh sẽ đón bà nội và em gái tới đây, đến lúc đó sẽ cần một người giúp lái xe đưa đón em gái đến trường. Sau khi Dương Bách Xuyên đọc hết một chồng hồ sơ dày, lúc này đến lượt Bộ Thanh Mai đi vào. Bắt đầu phỏng vấn, Hách Mỹ Lệ đặt ra mấy câu hỏi, Bộ Thanh Mai ngây ngô không trả lời được câu nào. Hách Mỹ Lệ nói, xin lỗi, điều kiện của bạn tạm thời không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, mời bạn trở về chờ tin. Nếu có vị trí thích hợp chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Đây là lời từ chối. Không biết Bộ Thanh Mai ứng tuyển vị trí nào mà bị Hách Mỹ Lệ từ chối. Tức thì Dương Bách Xuyên trông thấy mắt của cô nàng giấy trắng đỏ hoe. Thật ra đây là công ty thứ 7 mà Bộ Thanh Mai tìm đến sau khi tốt nghiệp. 6 lần phỏng vấn thất bại đa phần là vì bằng cấp của cô, cũng có một nửa nguyên nhân là do cô không có kinh nghiệm làm việc. Bị từ chối mấy lần là đả kích cực lớn đối với cô. Lần này Bộ Thanh Mai đến công ty Vân Kỳ là vì nghe Trương Thiến nói đây là một công ty mới thành lập, các vị trí đều đang thiếu người, cho nên cô mới tới đây. Cô chỉ muốn ứng tuyển làm nhân viên văn phòng mà thôi, không ngờ hiện thực lại tàn khốc đến thế. Mấy lần trước thất bại cô đều tự cổ vũ cho mình, không sao, lần tới nhất định sẽ thành công. Nhưng hết lần này đến lần khác cô đều nghe thấy những lời tương tự nhau. Bây giờ cô có phần sợ hãi khi nghe thấy hai chữ xin lỗi. Đây là lần thứ 7 phỏng vấn thất bại. Rốt cuộc Bộ Thanh Mai không kìm nén được nữa, hai mắt đỏ hoe. Sau khi nghe thấy lời từ chối của Hách Mỹ Lệ, cô khom người cảm ơn rồi xoay người đi ngay. Cô sợ mình không nhịn được bật khóc sẽ rất mất mặt. Mà Hách Mỹ Lệ là người có thâm niên, dường như cô ta đã quen với biểu hiện của các cô gái trẻ như Bộ Thanh Mai, nét mặt không hề dao động. Lưu Tích Kỳ ở bên cạnh cũng vậy, anh ta tôn trọng quyết định của giám đốc nhân sự Hách Mỹ Lệ. Dù sao người ta cũng là người chuyên nghiệp, mà quả thực điều kiện của Bộ Thanh Mai không đạt yêu cầu của công ty. Thấy Bộ Thanh Mai với đôi mắt đỏ hoe xoay người định đi. Dương Bách Xuyên ngồi trong góc không kìm được đứng dậy, đi đến nói với đối phương, Bộ Thanh Mai khoan đã. Bộ Thanh Mai đang định rời đi thì nghe thấy câu nói của Dương Bách Xuyên. Cô quay lại mới trông thấy anh, đỏ mắt hỏi, anh Xuyên trúng tuyển rồi ạ. Bộ Thanh Mai ngây thơ vốn không nghĩ tới vấn đề Dương Bách Xuyên có thể ngồi trong văn phòng lâu như vậy nói lên điều gì, chỉ ngây ngốc hỏi một câu. Bộ Thanh Mai gọi anh Xuyên làm Hách Mỹ Lệ giật mình. Ái chà! Đây là người quen của chủ tịch đẹp trai, gọi là anh Xuyên xem ra quan hệ không tầm thường. Không được, mình phải bù đắp, không thể đắc tội vị chủ tịch trẻ trung giàu có này được. Hách Mỹ Lệ biết được một số tin tức từ chỗ Lưu Tích Kỳ.
Cô ta từng nghe Lưu Tích Kỳ loáng thoáng nhắc đến đan chú nhan đang thịnh hành trong giới thượng lưu cố đô là do vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai Dương Bách Xuyên này điều chế ra. Sau này muốn lăn lộn trong công ty Vân Kỳ thì tuyệt đối không thể đắc tội chủ tịch và người bên cạnh anh. Hách Mỹ Lệ rất coi trọng tương lai của công ty Vân Kỳ, cũng rất trân trọng công việc hiện tại. Nhưng cô ta biết rằng công việc tốt mà lại đắc tội chủ tịch thì cũng là một nét bút hỏng, có thể tiêu đời bất cứ lúc nào. Đây là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hách Mỹ Lệ. Bên kia, Dương Bách Xuyên nhìn Bộ Thanh Mai cười cười, vừa định nói chuyện, lại phát hiện Hách Mỹ Lệ đứng lên phía sau, đi thẳng tới bên cạnh Bộ Thanh Mai quyến rũ cười nói, ôi chao, tôi quên mất, cô Bộ, chủ tịch của chúng tôi còn thiếu một trợ lý văn phòng, nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy cô thích hợp nhất, không biết cô có bằng lòng không? Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua Hách Mỹ Lệ, trong lòng rất hài lòng với biểu hiện của cô ta. Còn về Bộ Thanh Mai nghe được Hách Mỹ Lệ nói cũng sợ ngây người, lập tức sửng sốt tại chỗ. Điều kiện ứng tuyển một thư ký bình thường còn chưa đạt được. Bây giờ lại tìm cho tôi một trợ lý văn phòng chủ tịch. Chắc chắn tôi đã nghe lầm đúng không? Cô Bộ lại đây điền vào tờ đơn này đi. Hách Mỹ Lệ len lén nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên, quả nhiên thấy được nụ cười hài lòng trên mặt Dương Bách Xuyên, cô ta thầm nghĩ thật nguy hiểm, một phen đánh cược này đúng rồi. Cũng may cứu chữa kịp thời. Còn về Lưu Tích Kỳ ở bên cạnh, sau khi thấy Dương Bách Xuyên tỏ vẻ như vậy, thì ra cậu thích biểu cảm hèn mọn của đứa trẻ. Dương Bách Xuyên buồn bực trừng mắt nhìn anh ta, anh chỉ đơn thuần muốn giúp Bộ Thanh Mai, đều bước ra từ nông thôn nên tìm việc làm không dễ dàng, hơn nữa Bộ Thanh Mai rất đơn thuần, điểm này rất giống với em gái của anh, làm cho Dương Bách Xuyên rất có thiện cảm với cô. Điền vào tờ đơn đi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Bộ Thanh Mai vẫn đang sững sờ nên cười nói. Bộ Thanh Mai như vừa tỉnh mộng vui mừng đến phát khóc, cười đến chảy cả nước mắt, liên tục cúi đầu cảm ơn Hách Mỹ Lệ và Lưu Tích Kỳ, cảm ơn quản lý Hách, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lưu đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Không ai biết tâm trạng thất bại của việc tuyển dụng nhiều lần, cũng không ai có thể biết cô rất cần một công việc. Đương nhiên cô gái nhỏ đơn thuần vẫn không nghĩ ra. Tại sao lại có cục diện đảo ngược lớn như vậy xuất hiện, lập tức cho cô một chức trợ lý văn phòng chủ tịch. Đây thật đúng là chuyện tốt như trên trời rơi xuống. Trong lòng cô vô cùng kích động và biết ơn, cô đi theo Tiểu Lưu đến một bên viết đơn. Mà Hách Mỹ Lệ nhìn thấy Bộ Thanh Mai cúi đầu cảm ơn mình, cô ta rất muốn nói là cô nên cảm ơn anh Xuyên của cô, nhưng là tài xế lão luyện lâu năm ở nơi làm việc, cô ta nhìn ra được Bộ Thanh Mai và Dương Bách Xuyên hình như mới quen biết không lâu. Mà chủ tịch Dương Bách Xuyên đẹp trai này cũng không muốn để bọn học tiết lộ thân phận của anh, cho nên đành xấu hổ nhận lấy lời cảm ơn của Bộ Thanh Mai. Cuộc phỏng vấn tiếp tục ngay lập tức. Dương Bách Xuyên tiếp tục đi tới một bên xem tư liệu. Không lâu sau, Bộ Thanh Mai đã điền xong tờ đơn và được Tiểu Lưu đưa đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, nói với Bộ Thanh Mai, trước tiên cô cứ ngồi ở bên này đợi chờ tuyển dụng kết thúc, Tổng Giám Đốc Lưu còn có chuyện muốn nói. Được. Cảm ơn, Bộ Thanh Mai cảm ơn Tiểu Lưu. Thật ra Tiểu Lưu cũng là một người đẹp, cô ấy cũng là một người ưu tú nơi làm việc, không khó để nhận ra, mối quan hệ giữa Bộ Thanh Mai và chủ tịch trẻ tuổi rất mập mờ, cho nên trực tiếp dẫn Bộ Thanh Mai đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, Tiểu Lưu cũng muốn nịnh bợ chủ tịch một chút. Nếu như thật sự chờ Tổng Giám Đốc Lưu lên tiếng, hoàn toàn có thể đưa Bộ Thanh Mai ra ngoài chờ, không thấy mấy người trước chúng tuyển đều đi ra ngoài chờ sao? Một tay gà mờ như Bộ Thanh Mai chưa từng bước vào chốn công sở thì không hề biết điều này, dù sao người ta nói cái gì cô làm theo cái đó, ngoan ngoãn đến chỗ Dương Bách Xuyên ngồi. Tiểu Lưu nói xong với Bộ Thanh Mai, sau đó mỉm cười với Dương Bách Xuyên rồi rời đi. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên mở rộng tầm mắt, âm thầm nói, xem ra người mà Tiền Tiểu Bối và Liễu Linh Linh bọn họ đề cử tới đều là thành phần ưu tú chốn công sở, chưa nói đến năng lực có tốt hay không, nhưng đầu tiên EQ rất cao. Đối với biểu hiện Tiểu Lưu trực tiếp dẫn Bộ Thanh Mai đến trước mặt mình, Dương Bách Xuyên có chút buồn bực, hình như tất cả mọi người đều nghĩ anh và Bộ Thanh Mai có mối quan hệ mờ ám. Tư liệu trong tay đương nhiên cũng bao gồm sơ yếu lý lịch sạch đẹp của Tiểu Lưu và Hách Mỹ Lệ, đây là Lưu Tích Kỳ cố ý đưa anh xem. Tiểu Lưu là người Tiền Tiểu Bối đề cử tới, Hách Mỹ Lệ là người Liễu Linh Linh đề cử tới, còn có mấy vị trí là người Nhóc Đông đề cử. Còn về lễ tân kia Dương Bách Xuyên không ngờ lại là Lâm Hoan đề cử tới. Trên sơ yếu lý lịch,
Lưu Tích Kỳ đặc biệt đánh dấu Lễ Tân là một họ hàng phương xa của nhà Lâm Hoan, không có bằng cấp và chỗ đặc biệt, hoàn toàn chỉ là tìm một công việc. Bất kể là Liễu Linh Linh, Tiền Tiểu Bối và Nhóc Đông cùng với Lâm Hoan, đều xem như là cổ đông của công ty Vân Kỳ, Lưu Tích Kỳ hiểu được đạo lý trong đó, mặc kệ bọn họ đề cử ai cũng đều phải nhận. Nhìn thấy sơ yếu lý lịch của người Lễ Tân, Dương Bách Xuyên nhíu mày, nếu như là nhân tài, nếu như có thể đảm nhiệm công việc Lễ Tân, anh sẽ không phản đối chút nào, thậm chí còn rất hoan nghênh mấy cổ đông đưa người vào công ty. Nhưng cô gái Lễ Tân thật sự không để lại ấn tượng tốt với anh nghĩ lát nữa vẫn nên bàn bạc lại với Lưu Tích Kỳ, thay đổi công việc cho cô ta. Lúc trước khi mấy người cùng nhau thành lập công ty, Dương Bách Xuyên đã từng nói, chuyện của công ty anh sẽ giao toàn quyền cho Lưu Tích Kỳ xử lý, mấy cổ đông như Liễu Linh Linh và Lâm Hoan cũng không được nhúng tay vào chuyện công ty, trừ phi được Lưu Tích Kỳ đồng ý. Nhưng hiện tại xem ra, hình như Lâm Hoan đề cử người này, là muốn cương quyết nhét vào. Trong lúc anh đang suy nghĩ lung tung, Bộ Thanh Mai cười ngồi xuống bên cạnh Dương Bách Xuyên hỏi, anh Xuyên, anh ứng tuyển chức vụ gì thế? Tôi nhận lời mời chức vụ chủ tịch, Dương Bách Xuyên cười nói. Phụt Bộ Thanh Mai không khỏi bật cười và nói, anh Xuyên, anh hài hước quá đi, nếu anh là chủ tịch, em chẳng phải là cấp dưới của anh sao, sau này phải bưng trà rót nước cho anh đúng không? Hi hi. Bộ Thanh Mai hoàn toàn không ngờ Dương Bách Xuyên có thể công khai vỗ ngực xưng tên ở đây, ngồi ở đây mà dám tùy tiện thể hiện, coi như lúc anh đang nói đùa, cô cũng tiếp lời theo Dương Bách Xuyên. Ha ha, thế nào? Để cô bưng trà rót nước cho tôi không vui à? Dương Bách Xuyên cười trêu chọc cô. Hi hi, rất sẵn lòng đấy chứ, nhưng anh không phải chủ tịch nha. Bộ Thanh Mai nói đùa, dừng một hồi, cô nhìn Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói, anh Xuyên, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc anh ứng tuyển chức vụ gì thế, có phải làm việc trong khu văn phòng không? Anh làm ở đây thì tốt rồi, tôi cũng có thể có một người bạn quen thuộc. Đã nói với cô tôi là chủ tịch sao lại không tin chứ, ha ha. Dương Bách Xuyên nhìn không được nở nụ cười. Không nói thì thôi, Bộ Thanh Mai vểnh miệng nhỏ nhắn lên. Được rồi, tôi ứng tuyển vị trí bảo vệ. Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực, chẳng lẽ anh thật sự không giống chủ tịch sao? Nói thật không tin, đành phải nói mình là bảo vệ. Lần này Bộ Thanh Mai tin, khẽ gật đầu nói, công việc bảo vệ không tệ, tiền lương bảo vệ hiện giờ nghe nói rất cao nha, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp rồi. Bộ Thanh Mai nhìn qua rất vui vẻ. Ách, được rồi, đồng nghiệp. Trong lúc hai người đang nói chuyện, ứng viên tiếp theo đi vào, chính là Trương Thiến đồng hương kiêm bạn tốt của Bộ Thanh Mai. Trương Thiến ở bên ngoài đợi hồi lâu không thấy Bộ Thanh Mai đi ra, vừa rồi len lén hỏi thử Tiểu Lưu mới biết được, Bộ Thanh Mai đã được nhận vào, trở thành trợ lý văn phòng chủ tịch, đang ở bên trong chờ. Lần này, trong lòng Trương Thiến như rời sông lấp biển, cô ta nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Bộ Thanh Mai vừa mới ra trường sao lại một bước lên trời trở thành trợ lý chủ tịch. Trương Thiến biết rất rõ trình độ học vấn của Bộ Thanh Mai, Trương Thiến bước chân vào xã hội sớm hơn Bộ Thanh Mai một năm, nên cô ta biết vị trí trợ lý chủ tịch có ý nghĩa thế nào, cũng biết rất rõ với lý lịch của Bộ Thanh Mai thì không thể nào trở thành trợ lý chủ tịch, trong này chắc chắn có nguyên nhân khác. Chỉ là cô ta nghĩ không ra mà thôi. Lần này, Trương Thiến cũng mới đặt mục tiêu vào vị trí trợ lý tổng giám đốc mà thôi, sau khi cô ta biết được công ty Vân Kỳ đã xin nghỉ phép đến ứng tuyển. Nếu thành công thì nhảy việc. Trương Thiến là một người không cam lòng làm người nhàn rỗi, cho nên cô ta đi tới công ty Vân Kỳ, đúng lúc gặp bạn cùng trường cũng là đồng hương Bộ Thanh Mai, cũng coi như chú ý đặc biệt đến Bộ Thanh Mai, lần này đến đây cũng thuận tiện dẫn theo cô. Nhưng Bộ Thanh Mai đã trở thành trợ lý sớm hơn một bước, hơn nữa còn là trợ lý chủ tịch, điều này khiến trong lòng Trương Thiến rất khó chịu. Sau khi Trương Thiến đi vào, ánh mắt vừa nhìn đã thấy được Bộ Thanh Mai ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên, mà Dương Bách Xuyên trong mắt Trương Thiến có dáng vẻ rất cao ngạo, nhìn qua rất tùy ý. Trong nháy mắt này, Trương Thiến tựa hồ hiểu được rất nhiều thứ, có lẽ Bộ Thanh Mai có thể một bước lên trời là có liên quan đến Dương Bách Xuyên. Nếu không cô ta thật sự nghĩ không ra Bộ Thanh Mai làm sao có thể trở thành trợ lý chủ tịch. Ở trước mặt giám đốc nhân sự và tổng giám đốc công ty, người không hề băn khoăn ngồi bắt chéo hai chân thế kia chắc chắn không phải người đơn giản, Dương Bách Xuyên này chẳng lẽ là người của công ty này? Nhất định là vậy, lúc trước anh quen biết với Bộ Thanh Mai, cho nên Bộ Thanh Mai mới một bước lên trời.
trong ánh sáng nổi lên tia lửa, trong lòng Trương Thiến khẽ động, không chào hỏi người phỏng vấn mà ngược lại cách thật xa, chào hỏi Dương Bách Xuyên và Bộ Thanh Mai. Dương Bách Xuyên, Mai Mai, hai người trong này à, tôi đang tìm hai người khắp nơi đấy. Cô ta đang đánh cược thân phận của Dương Bách Xuyên, nói một câu không có ý nghĩa như vậy, hoàn toàn muốn để cho truyền đạt một thông tin cho người phỏng vấn biết là cô ta và Dương Bách Xuyên có quen biết. Thiến Thiến Bộ Thanh Mai nhỏ giọng đáp lại, bởi vì đang ở hội trường phỏng vấn nên cô không dám lớn tiếng. Dương Bách Xuyên nghe Trương Thiến chào hỏi, trên mặt mang theo ý cười ra hiệu chào lại, trong lòng lại nói, người phụ này rất tâm cơ, chỉ cần có năng lực là có thể tuyển dụng vào. Nhưng anh không lên tiếng, vẫn định nhìn Hách Mỹ Lệ phỏng vấn cô ta rồi nói sau. Sau khi chào Dương Bách Xuyên và Bộ Thanh Mai, Trương Thiến mới mỉm cười chào hỏi Hách Mỹ Lệ và Lưu Tích Kỳ. Trương Thiến thấy cảm xúc dao động từ biểu cảm của hai người, lòng thầm đắc ý. Quả nhiên cô ta đánh cược đúng, chắc hẳn tên Dương Bách Xuyên này có quan hệ trong công ty, hơn nữa địa vị không thấp. Trương Thiến nhìn thấy trong mắt giám đốc nhân sự lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất, điều này đã đủ để chứng minh tất cả. Còn Hách Mỹ Lệ thì lại cười khổ trong lòng, thầm nghĩ, lại là một người có quan hệ, lát nữa cho cô ta vào vị trí nào thì thích hợp đây. Cô ta vừa nghĩ vừa mở sơ yếu lý lịch của Trương Thiến ra, nhìn bằng cấp trước tiên. Cũng là bằng cao đẳng giống Bộ Thanh Mai. Tiếp theo cô ta nhìn vị trí ứng tuyển của Trương Thiến, là trợ lý tổng giám đốc. Hách Mỹ Lệ liếc nhìn Lưu Tích Kỳ ở bên cạnh với ánh mắt kỳ lạ, sau đó đưa sơ yếu lý lịch của Trương Thiến cho anh ta xem, đồng thời nhỏ giọng nói, sếp Lưu, cô gái này ứng tuyển làm trợ lý của cậu, nhưng điều kiện không đạt yêu cầu. Cậu thấy sao? Sở dĩ Hách Mỹ Lệ hỏi Lưu Tích Kỳ là vì cô ta biết trên thực tế công ty Vân Kỳ là do Lưu Tích Kỳ quản lý, Dương Bách Xuyên chỉ là ông chủ sau màn, không nhúng tay vào chuyện công ty. Vì thế, Tổng Giám Đốc Lưu Tích Kỳ chẳng khác nào người cầm lái chân chính của Vân Kỳ. Trước đó tuyển trợ lý cho vị chủ tịch hội đồng quản trị góp mặt cho có là Dương Bách Xuyên, cho dù bằng cấp thấp và ít kinh nghiệm một chút cũng không sao, dù gì Dương Bách Xuyên cũng không thường xuyên đến công ty làm việc. Nhưng trợ lý của Tổng Giám Đốc Lưu Tích Kỳ thì khác, Hách Mỹ Lệ là Giám Đốc Nhân sự thì phải có trách nhiệm với người này, bởi vì trợ lý của Tổng Giám Đốc Lưu phải tham dự vào mọi chuyện lớn bé của công ty Vân Kỳ, không thể qua loa. Nếu không phải Trương Thiến có vẻ quen biết Dương Bách Xuyên khiến cho Hách Mỹ Lệ băn khoăn, thì cô ta đã loại Trương Thiến ngay từ vòng gửi xe rồi. Cô ta đưa sơ yếu lý lịch của Trương Thiến cho Lưu Tích Kỳ xem là để cho anh ta quyết định. Đang tuyển trợ lý cho cậu đó. Hách Mỹ Lệ này không dám đắc tội với chủ tịch, nhưng sếp Lưu là anh em thân thiết của cậu ta, cậu từ chối thì hợp lý hơn tôi. Sao Lưu Tích Kỳ lại không rõ vấn đề của Hách Mỹ Lệ kia chứ? Anh ta thầm mắng Dương Bách Xuyên, sau đó thẳng thừng nói với Hách Mỹ Lệ, giám đốc Hách, chị phụ trách nhân sự trong cả công ty Vân Kỳ, tôi đã bổ nhiệm chị làm giám đốc nhân sự thì sẽ tôn trọng mọi quyết định của chị. Chị có thể toàn quyền quyết định tuyển dụng nhân tài có ích với công ty, không cần hỏi ý kiến của tôi. Nói trắng ra là không cần để ý tới quan hệ của Dương Bách Xuyên. Cả hai đều là người thông minh, Hách Mỹ Lệ vừa nghe là hiểu ý Lưu Tích Kỳ, trong lòng yên tâm. Cô ta ngẩng đầu nhìn Trương Thiến, xin lỗi bạn Trương, chúng tôi đã có ứng viên cho vị trí trợ lý tổng giám đốc. Công ty chúng tôi còn chức vị khác, nếu bạn muốn thì có thể đi làm đơn gia nhập công ty Vân Kỳ. Nghe Hách Mỹ Lệ nói vậy, Dương Bách Xuyên thầm nói, không hổ là kẻ lõi đời, lời nói hành động rất cẩn thận. Mặc dù cách rất xa nhưng anh vẫn dễ dàng nghe thấy cuộc nói chuyện của Hách Mỹ Lệ và Lưu Tích Kỳ, biết rằng Hách Mỹ Lệ cảm thấy Trương Thiến không phù hợp với yêu cầu của mình. Tuy Hách Mỹ Lệ từ chối không cho Trương Thiến làm trợ lý tổng giám đốc, nhưng cũng không chặn hết đường lui, còn cho Trương Thiến lựa chọn ở lại. Từ điểm này có thể thấy vị giám đốc nhân sự Hách Mỹ Lệ này là người khôn khéo. Nói năng làm việc không đắc tội ai. Về phần Trương Thiến âm mưu lợi dụng anh để giành hảo cảm của Hách Mỹ Lệ, nói thật là Dương Bách Xuyên không vui. Tuy cô ta thông minh đấy, nhưng lại đi theo con đường lợi dụng, để lại ấn tượng mưu mô trong lòng Dương Bách Xuyên. Vì nể mặt Bộ Thanh Mai nên Dương Bách Xuyên dứt khoát lên tiếng. Anh không định chơi tiếp, buổi chiều còn có việc phải làm, cho nên anh đi qua đó. Lúc này Trương Thiến thất vọng ra mặt. Bởi vì cô ta muốn vị trí trợ lý tổng giám đốc. Lần này cô ta và Bộ Thanh Mai cùng tới ứng tuyển, Bộ Thanh Mai chỉ là gà mờ nhưng lại một bước lên trời, tại sao cô ta lại không được?
Trương Thiến bất giác nảy sinh lòng ghen tị Bộ Thanh Mai. Đây là lòng dạ đàn bà, đôi khi không thể suy đoán theo lẽ thường. Nghe Hách Mỹ Lệ nói xong, điều đầu tiên Trương Thiến nghĩ tới là Bộ Thanh Mai đã trở thành trợ lý chủ tịch, còn mình ứng tuyển vị trí trợ lý tổng giám đốc nhưng bị từ chối. Vì vậy cô ta không khỏi ghen tị với Bộ Thanh Mai, thậm chí còn hơi căm hận. Dựa vào đâu chứ, lẽ nào vóc dáng mình không đẹp bằng Bộ Thanh Mai, ngoại hình của mình cũng không tệ mà. Xét về lý lịch thì mình còn có nhiều kinh nghiệm hơn Bộ Thanh Mai, tại sao cô ta có thể làm trợ lý chủ tịch, còn mình thì bị từ chối. Đây là suy nghĩ của Trương Thiến lúc này. Mặc dù Trương Thiến cực kỳ không cam lòng, nhưng hiện thực là hiện thực. Cô ta hít sâu một hơi rồi hỏi Hách Mỹ Lệ, còn chức vị gì vậy? Lương và đãi ngộ thế nào? Không được làm trợ lý tổng giám đốc, Trương Thiến cho rằng nếu chức vị khác thích hợp và phúc lợi tốt thì cũng ok. Cô ta và Bộ Thanh Mai đi cùng nhau, đối phương đã trở thành trợ lý chủ tịch, nếu mình thì bị từ chối, không nhận được vị trí nào thì quá mất mặt. Nghe thấy câu hỏi của Trương Thiến, Hách Mỹ Lệ mỉm cười, đang định trả lời thì không ngờ Dương Bách Xuyên lại đi tới trả lời câu hỏi này thay cô ta. Công ty thiếu một tiếp tân, lương khởi điểm là 5.000. Nếu cô cảm thấy ok thì ở lại. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn Lưu Tích Kỳ và Hách Mỹ Lệ, tôi xen vào một câu không sao chứ. Ha ha! Hôm nay thằng nhãi cậu vốn là nhân vật chính nhưng lại cứ trốn ở một xó nhàn hạ. Tôi phục cậu rồi, Lưu Tích Kỳ trợn mắt nói. Hách Mỹ Lệ đứng dậy nói, có chủ tịch trấn ải, tất nhiên là không có vấn đề gì. Lúc này Trương Thiến cực sốc khi nghe thấy Hách Mỹ Lệ gọi Dương Bách Xuyên là chủ tịch. Cô ta thầm nghĩ, quả nhiên, mình còn tưởng anh ta cùng lắm cũng chỉ là con của cổ đông nào đó, không ngờ lại là chủ tịch của Vân Kỳ. Chủ tịch trẻ như vậy chắc chắn là người đàn ông độc thân Hoàng Kim. Hơn nữa Hách Mỹ Lệ nghe thấy Dương Bách Xuyên nói lương tiếp tân là 5.000 một tháng, cô ta lập tức siêu lòng. Tiền lương của cô ta ở công ty trước nhiều nhất cũng chỉ 4.000. Trương Thiến nhìn Dương Bách Xuyên, giả vờ giật mình, anh là chủ tịch của Vân Kỳ ư? Xin lỗi anh, lúc trước tôi không biết đã nói mấy lời lỗ mãng, anh đừng để bụng nhé. Tôi đồng ý làm tiếp tân cho công ty Vân Kỳ, cảm ơn chủ tịch. Trương Thiến vội vàng nhận công việc này, tuy chỉ là công việc tiếp tân khác xa mong muốn, hay là nói chính xác hơn là dã tâm của cô ta, nhưng được cái tiền lương cao. Mà điều quan trọng nhất là cô ta đã nhìn ra Dương Bách Xuyên có ý với Bộ Thanh Mai. Chỉ cần nắm chặt Bộ Thanh Mai thì chẳng khác nào bám được vào chỗ dựa Dương Bách Xuyên. Cô ta không tin sau này mình chỉ là một tiếp tân nhỏ nhỏ của công ty Vân Kỳ. Vậy thì chào mừng cô gia nhập Vân Kỳ. Chị Lưu dẫn cô ấy ra ngoài điền đơn đi. Dương Bách Xuyên lập tức nói với Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy thì thoáng sửng sốt, bởi vì cô ấy nghe thấy Dương Bách Xuyên nói dẫn cô ấy ra ngoài điền đơn, chứ không phải điền đơn. Có thêm hai chữ ra ngoài, xem ra Trương Thiến quen biết chủ tịch nhưng địa vị hoàn toàn khác Bộ Thanh Mai. Tiểu Lưu suy nghĩ trong lòng, dẫn Trương Thiến đi ra ngoài. Lúc này, Lưu Thích Kỳ bật cười hỏi, cậu cảm thấy tiếp tân của công ty không ổn sao? Cậu nói xem, Dương Bách Xuyên hỏi ngược lại. Thật ra ngay hôm đầu tiên cô ta tới tôi đã biết là không ổn, nhưng cô ta là người được Lâm Hoan giới thiệu, tôi không tiện xử lý nên đành phải cho cô ta làm tiếp tân trước. Cô ta không làm được công việc khác, giọng Lưu Thích Kỳ có phần bất đắc dĩ. Cho Trương Thiến làm thay cô ta, hình ảnh gây ấn tượng đầu tiên của công ty không thể tùy tiện được. Còn người thân của Lâm Hoan thì để cho cô ta đến khu văn phòng làm việc vặt. Dương Bách Xuyên cất lời, Lưu Thích Kỳ sững sốt giây lát, sau đó nói, như vậy có ổn không? Cô ta là Lâm Hoan, anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, thiết đản, tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia. Công ty này do cậu toàn quyền phụ trách, cậu cảm thấy không được thì có thể từ chối bất kỳ kẻ nào. Không cần để ý đến cảm nhận của bất kỳ ai. Tất cả đặt công ty lên đầu, tôi sẽ nói chuyện với Lâm Hoan, sau này mấy cổ đông giới thiệu người vào công ty, nếu là nhân tài thì nhận, bất tài thì cứ từ chối thẳng thừng. Cậu là sếp cậu quyết định, tôi là hậu thuẫn kiên cố nhất của cậu. Còn nữa, sau này cậu không cần báo cáo mọi chuyện của công ty cho tôi. Thiếu tiền, thiếu sản phẩm thì cậu cứ tìm tôi, những chuyện khác anh đây mặc kệ, đừng quấy rầy tôi là được. Ha ha! Dương Bách Xuyên nói xong còn bật cười. Nhưng Lưu Thích Kỳ nghe xong lại vô cùng cảm động, bởi vì anh ta biết Dương Bách Xuyên bày tỏ tin tưởng và ủng hộ anh ta vô điều kiện.
Được, tôi đã biết mình nên làm gì. Cậu cứ yên tâm, công ty ở trong tay tôi nhất định sẽ làm cho công ty phát triển nhanh chóng. Lô rượu Cố Nguyên đầu tiên đã ra lò, nửa tháng nữa sẽ bắt đầu đưa ra thị trường tiêu thụ. Tôi tin rằng nó nhất định sẽ nổi tiếng khắp nơi. Lưu Thích Kỳ hăng hái bừng bừng. Cậu liệu mà làm, cần tôi làm gì thì cứ nói. À phải rồi, đã đến giờ ăn, hay là chúng ta đi ăn cơm trước, buổi chiều lại tiếp tục phỏng vấn. Dương Bách Xuyên xem giờ thì thấy đã gần một giờ trưa, bèn đề nghị Lưu Thích Kỳ và Hách Mỹ Lệ. Chủ tịch nhịn trước đi, còn 4-5 người nhận phỏng vấn cuối cùng nữa là xong rồi. Đến lúc đó tôi mời khách, cuối cùng Hách Mỹ Lệ cũng xen lời, thể hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Sao có thể để chị Hách mời được, hôm nay hãy cho ông chủ phủi tay mặc kệ là tôi đây một cơ hội mời mọi người bữa cơm, nhân tiện xoa dịu nỗi oán hận của sếp Lưu. Cậu ấy cứ nói tôi là ông chủ phủi tay mặc kệ, ha ha. Biến đê, Lưu Tích Kỳ bật cười mắng một tiếng, sau đó tiếp tục phỏng vấn cùng với Hách Mỹ Lệ. Dương Bách Xuyên rảnh rang không có việc gì, lại ngồi về sofa. Lúc anh đi qua chỗ Bộ Thanh Mai, cô nhìn anh bằng ánh mắt là lạ, gương mặt đỏ bừng, lùi vào góc tường giống như trẻ con mắc lỗi, làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy buồn cười. Tiếp đó, cô nói ra một câu khiến Dương Bách Xuyên bật cười. Chỉ nghe Bộ Thanh Mai nói lý nhí anh thật sự là chủ tịch bảo vệ sao? Khụ khụ, chủ tịch là chủ tịch, sao còn thêm chữ bảo vệ? Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Bộ Thanh Mai, Dương Bách Xuyên không nhịn được cười, buông lời trêu chọc cô. Em, không không không, Bộ Thanh Mai không che giấu được biểu cảm, cô muốn nói em không biết anh là chủ tịch, nhưng căng thẳng quá nên nói lắp luôn. Trong mắt cô, chủ tịch công ty là người quyền cao chức trọng, Dương Bách Xuyên đột nhiên thay đổi thân phận thật sự khiến cô trở tay không kịp. Cô nghĩ đến câu nói đùa trước đó, lúc ở WC cô tưởng anh là ứng viên, bây giờ còn coi anh là bảo vệ. Bộ Thanh Mai đỏ mặt, lúng túng không biết phải làm sao. Nhìn bộ dạng hai tay vân vê quần áo của cô, Dương Bách Xuyên biết là lúc này cô đang bối rối và căng thẳng. Bộ Thanh Mai càng như vậy, anh càng muốn trêu chọc cô. Anh cố ý đanh mặt nói với Bộ Thanh Mai, tôi đã nói mình là chủ tịch mà cô không tin. Đi rót cho tôi cốc trà. Em tin, em đi ngay đây. Dương Bách Xuyên nghiêm mặt làm Thanh Mai hoảng loạn, lập tức đi đến bàn trà rót trà cho Dương Bách Xuyên. Nhưng mà cô không tìm thấy cốc và lá trà. Sắc mặt cô lập tức đỏ lên, dáng vẻ như sắp khóc. Ha ha ha, được rồi, tôi đùa cô thôi. Ngồi xuống đi ngồi xuống nào, ở đây không có nước trà đâu, tôi đùa cô thôi. Cuối cùng Dương Bách Xuyên không đành lòng trêu cô nữa. Cô gái này quá đơn thuần, dễ xấu hổ, nếu tiếp tục trêu thì cô sẽ khóc mất. Bộ Thanh Mai để mặt, cô không ngồi xuống, vẫn lùi vào chân tường theo bản năng. Dương Bách Xuyên bảo cô qua đó ngồi, cô lắc đầu nguầy nguậy, trái lại càng lùi về sau. Thấy vậy Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười, hùng hổ nói qua đây ngồi. Giọng hơi lớn. Toàn thân Bộ Thanh Mai run lên, vẻ mặt ấm ức, cô ngoan ngoãn ngồi xuống sofa nhưng cách Dương Bách Xuyên rất xa, mông đặt ở mép sofa. Tôi đáng sợ như vậy sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Bộ Thanh Mai gật đầu. Nhưng lập tức nhận ra mình nói sai nên vội vàng chữa cháy, à, không đúng, không. Không đáng sợ, mặt như sắp nhỏ ra nước. Không đáng sợ thì cô ngồi xa như vậy làm chi? Em ngồi đây rất tốt, Bộ Thanh Mai yếu ớt trả lời. Chẳng phải trước đó cô còn coi tôi là bạn ư, sao bây giờ lại không xem tôi là bạn nữa? Dương Bách Xuyên trừng mắt hỏi. Bộ Thanh Mai xua tay liên tục, không phải đâu anh Vân. À, chủ tịch, Thiến Thiến từng nói đến công ty thì phải kính trọng cấp trên, còn phải giữ khoảng cách với cấp trên. Tại sao phải giữ khoảng cách? Bởi vì Trương Thiến nói là sẽ chịu thiệt, Bộ Thanh Mai nói nhỏ như mũi kêu, gương mặt đỏ bừng. Dương Bách Xuyên hiểu ý cô, đúng là ở chốn công sở, một cô gái như Bộ Thanh Mai rất dễ bị thiệt thòi. Nghe này, tôi chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa. Sếp Lưu đằng kia mới là người cầm lái chân chính của Vân Kỳ, tôi chỉ góp mặt cho có mà thôi. Vì vậy cô không cần câu nệ trước mặt tôi, cứ gọi tôi là anh Xuyên đi, một điều chủ tịch hai điều chủ tịch tôi không quen. Và lại tôi cũng là dân quê, cũng có một đứa em gái ngây thơ giống cô.
Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói với Bộ Thanh Mai một tràng dài. Có lẽ là do gia cảnh tương đồng khiến Thanh Mai bùng nổ cảm xúc, lập tức bớt căng thẳng khi đối mặt với Dương Bách Xuyên, cười khúc khích nói, vậy em vẫn gọi anh là anh Xuyên nhé. Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp, thế mới đúng. Anh và Bộ Thanh Mai trò chuyện ở bên này, bên kia Hách Mỹ Lệ và Lưu Tích Kỳ sắp phỏng vấn xong, ứng viên cuối cùng đã đi vào. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, không ngờ người này là Lý Đại Nghị mà anh chú ý. Cao 1m80, đầu đinh, mặc đồ dằn di, dáng thẳng. Anh ta vừa bước vào lập tức thu hút sự chú ý của Lưu Tích Kỳ. Lưu Tích Kỳ cũng từng đi lính, có cảm giác thân thiết tự nhiên với quân nhân. Hách Mỹ Lệ chưa kịp đặt câu hỏi, Lưu Tích Kỳ đã hỏi, người anh em vừa xuất ngũ à? Đúng vậy, tháng trước xuất ngũ, tôi là Lý Đại Nghị, năm nay 26 tuổi. Anh cũng từng đi lính sao? Lý Đại Nghị hỏi ngược lại Lưu Tích Kỳ. Trên người quân nhân có sức hút đặc biệt, đó là hơi thở quân đội còn lưu lại, không thể phai mờ. Chỉ cần là người đã từng đi lính thì có thể cảm ứng lẫn nhau. Đúng vậy, tôi đã xuất ngũ 3 năm. Tôi tên Lưu Tích Kỳ, hiện là Tổng Giám đốc Công ty Vân Kỳ. Chào tiểu đội trưởng, Lý Đại Nghị chào Lưu Tích Kỳ, đây là sự kính trọng dành cho người lính cũ. Mặc dù hai người không ở cùng một tiểu đội, nhưng quân nhân khắp thiên hạ đều cùng một nhà. Lưu Tích Kỳ chào lại, sau đó hỏi, bộ đội dã chiến hay là cảnh sát vũ trang? Cảnh sát vũ trang, Lý Đại Nghị trả lời ngắn gọn. Công ty chúng tôi mới thành lập, vị trí giám đốc an ninh vẫn còn trống, không biết anh có lòng tin thử sức hay không? Lưu Tích Kỳ vừa nói vừa chăm chú nhìn Lý Đại Nghị bằng ánh mắt sáng ngời. Có, trả lời dứt khoát, tràn đầy tự tin. Dương Bách Xuyên thấy Lưu Tích Kỳ nhếch môi cười, xem ra đối phương rất hài lòng với câu trả lời của Lý Đại Nghị. Chức vụ giám đốc an ninh nghe có vẻ cao cấp đấy, nhưng không có yêu cầu gì khác ngoài thực lực, chỉ cần có thực lực là được. Sau đó, Dương Bách Xuyên thấy Lưu Tích Kỳ đứng lên, đi tới cạnh Lý Đại Nghị và nói, vị trí này không có bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần thực lực. Anh có dám đấu tay đôi với tôi không? Có gì mà không dám, tôi chỉ sợ làm tiểu đội trưởng bị thương thôi. Giọng Lý Đại Nghị tràn đầy tự tin. Ha ha, thằng nhóc này được đấy, rất ngông nhưng mà tôi thích. Có điều nếu anh thật sự làm tôi bị thương thì tôi sẽ rất vui. Lưu Tích Kỳ cười ha hả, đã cởi áo ngoài ra. Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú. Anh biết Lưu Tích Kỳ đấu tay rất giỏi. Thấy anh ta đích thân kiểm tra Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên rất chờ mong. Trên sơ yếu lý lịch của Lý Đại Nghị viết anh ta là cảnh sát vũ trang, còn là cảnh sát vũ trang biết Mai Hoa Quyền, chắc là bản lĩnh không tệ. Không biết trong hai người họ ai lợi hại hơn nhỉ? Hai người muốn thử bản lĩnh, mặc dù đang ở văn phòng nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Cả văn phòng rộng khoảng 60 mét vuông cũng đủ cho hai người họ so đấu. Lý Đại Nghị thấy Lưu Tích Kỳ đã sẵn sàng thì không dè dặt nữa, hét to một tiếng rồi vung một đấm về phía Lưu Tích Kỳ. Trong tầm mắt Dương Bách Xuyên, Lưu Tích Kỳ híp mắt lại, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Anh ta tránh thoát một đấm của Lý Đại Nghị, bắt đầu đánh trả. Hai người đều sử dụng lối đánh cận chiến, thoạt nhìn thực lực ngang nhau, trong một phút đã đánh 30 chiêu. Không ai làm gì được ai. Nhưng Dương Bách Xuyên lại biết Lưu Tích Kỳ sắp thua, bởi vì Lý Đại Nghị còn có hậu chiêu chưa tung ra. Hiện tại anh ta đang sử dụng lối đánh vật lộn trong quân đội cũng có thể đánh ngang cơ với Lưu Tích Kỳ, nếu dùng thêm Mai Hoa Quyền thì có thể làm cho Lưu Tích Kỳ trở tay không kịp. Quả nhiên một khắc sau, bước chân của Lý Đại Nghị thay đổi, anh ta đột ngột xoay người tung ra hai đấm chặn đòn tấn công của Lưu Tích Kỳ, nhân cơ hội này lao tới huých vào vai Lưu Tích Kỳ. Lần này Lưu Tích Kỳ phải lùi lại 5-6 bước, dựa vào bàn làm việc. Nếu không có chiếc bàn này đỡ thì Dương Bách Xuyên đoán chừng anh ta sẽ ngồi dập mông xuống đất. Cảm ơn tiểu đội trưởng, Lý Đại Nghị chắp tay, vẻ mặt kiêu ngạo. Ôi mẹ ơi, được đấy, cậu là người luyện võ à? Sắc mặt Lưu Tích Kỳ đỏ gay, rõ ràng là vừa rồi anh ta đã chịu thiệt bởi cú huých vai vững vàng của Lý Đại Nghị. Khi còn nhỏ tôi từng luyện với người ở quê một thời gian. Tuy lời nói của Lý Đại Nghị khá mềm mỏng, nhưng giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên rất hứng thú với Lý Đại Nghị, bèn đứng dậy đi tới, tôi cũng từng luyện mấy ngày, hay là anh Lý chỉ bảo cho tôi một chút nhé. Dương Bách Xuyên thấy Lưu Tích Kỳ thua nên muốn vớt phát thể diện cho bạn tốt.
Đúng là về phương diện khác, anh và Lưu Tích Kỳ đều tán thưởng Lý Đại Nghị, nhưng anh ta quá kiêu ngạo, sau này khó mà làm việc. Vì vậy Dương Bách Xuyên định áp chế thói kiêu ngạo của Lý Đại Nghị, như vậy đều tốt cho cả anh ta lẫn Lưu Tích Kỳ. Ai dè Lý Đại Nghị nhìn anh rồi nói thẳng, cậu không được, da mịn thịt mềm không đỡ nổi một đấm của tôi đâu. Phụt, Lưu Tích Kỳ là người đầu tiên không nhịn được cười. Còn Dương Bách Xuyên thì mặt mày tối sầm. Bị xem thường nghiêm trọng. Dương Bách Xuyên buồn bực trong lòng, tức giận chừng mắt liếc nhìn về phía Lưu Tích Kỳ đang nhịn không cười ra tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Đại Nghị, nói có thực lực là chuyện tốt, nhưng không nên xem thường người trong thiên hạ. Tôi đứng yên không động đậy cậu cũng không thể làm tôi di chuyển được một chút nào, tin không? Lý Đại Nghị còn chưa nói chuyện, Lưu Tích Kỳ đứng một bên lại bật cười. Ha ha, đứng chơi ở đó đi, khoác lác cũng không phét như cậu. Lưu Tích Kỳ không biết bí mật trên người Dương Bách Xuyên, anh ta nghe Dương Bách Xuyên nói giống như nói phét, không nhịn được đỏ mặt. Từ lần đấu thử vừa rồi, Lưu Tích Kỳ đã hiểu biết 7-8 phần về thực lực của Lý Đại Nghị, anh ta tuyệt đối là ván sắt. Đánh thanh niên yếu đuối như Dương Bách Xuyên, có lẽ chỉ cần một ngón tay là đủ. Cút ra đi, sao cậu thích hạ thấp tôi vậy? Dương Bách Xuyên mắng, ha ha, cậu cũng đừng thể hiện, ngay cả tôi cũng không đấu lại thân thủ của người anh em Đại Nghị, cậu xen vào làm gì? Lưu Tích Kỳ trợn trắng mắt, Dương Bách Xuyên. Con mẹ nó khinh thường người quá đáng. Anh em của cậu là một truyền nhân của Tán Tiên, người tu chân, vậy mà lại bị hai người khinh bỉ. Thật sự, chú nhịn được, nhưng thím không thể nhịn được. Lúc này, Lý Đại Nghị lại nói, vậy hai chúng ta đổi góc độ khác, tôi đứng không im không động đậy, cậu đến đánh tôi, có thể làm tôi lùi về sau một bước coi như cậu thắng. Lúc này Lý Đại Nghị vẫn mang theo một chút kiêu ngạo đắc ý, nhưng nói đi nói lại, ở trong bộ đội Lý Đại Nghị chưa bao giờ gặp được đối thủ lợi hại. Để anh ta đi vật tay với Dương Bách Xuyên, Lý Đại Nghị cho rằng mình bắt nạt anh. Bởi vì anh ta nhìn ra được, quan hệ của Dương Bách Xuyên và Tổng Giám Đốc Lưu rất tốt, vì vậy phải cho Lưu Tích Kỳ một chút mặt mũi, nếu không anh ta không muốn để ý đến Dương Bách Xuyên. Được được được, đây là chính cậu nói, đừng hối hận. Dương Bách Xuyên thấy được sự khinh thường từ trong ánh mắt của Lý Đại Nghị, giống như không thèm để anh vào mắt, trong lòng hận ngứa răng. M thầm nói, không cho tên nhóc nhà anh nếm thử chút thực tế, về sau còn sẽ kiêu ngạo vênh mặt. Người khinh địch như vậy, tương lai sẽ gặp thiệt thòi lớn. Hôm nay tôi dạy cho anh một bài học, làm cho anh biết cái gì gọi là trời cao còn có trời cao hơn, người mạnh còn có người mạnh hơn. Nói xong liếc nhìn Lưu Tích Kỳ một cái, anh cũng phải cho Lưu Tích Kỳ chấn động một lần. Không biết đợi lát nữa mình ra tay, biểu tình của Thiết Đản sẽ như thế nào. Chắc chắn biểu tình trên mặt anh ta sẽ rất xuất sắc, ha ha. Trong lòng nghĩ thầm. Dương Bách Xuyên híp hai mắt lại, duỗi tay thành trường, đánh về phía bả vai của Lý Đại Nghị. Trong mắt của Lý Đại Nghị và Lưu Tích Kỳ, một trường của Dương Bách Xuyên giống như đánh thái cực, mềm mại kéo dài, lướt nhẹ đánh ra, thật sự không có một chút lực sát thương nào cả. Đấu pháp như vậy đừng nói làm Lý Đại Nghị lui về phía sau một bước, ngay cả cào ngứa cũng không đủ. Còn Lý Đại Nghị nhìn Dương Bách Xuyên đánh một trường lại đây, trong mắt hiện lên ý cười. Cho rằng Dương Bách Xuyên là một thiếu niên bị chiều hư, trong lòng có giấc mơ võ hiệp, muốn tìm một chút cảm giác tồn tại từ trên người anh ta. Đánh thì đánh đi, thỏa mãn cậu ta một chút. Thu hết biểu tình của Lý Đại Nghị vào trong mắt, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, đợi lát nữa xem anh còn cười được không. Ầm a. Sau khi đánh một chưởng vào bả vai của Lý Đại Nghị, phát ra một tiếng thân thể va chạm nặng nề. Ngay sau đó Lý Đại Nghị trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngã vào trên sofa. Bắn xa ước chừng 8-9 mét. Lúc này, Lưu Tích Kỳ trừng to mắt. Ngay cả Hách Mỹ Lệ và Bộ Thanh Mai đứng một bên cũng mắt chữ O mồm chữ A. Tất cả mọi người không đoán được, Dương Bách Xuyên yếu đuối giống như con mọt sách, trong tay lại có sức lực lớn đến vậy. Nhìn qua thân thể của Lý Đại Nghị ước chừng gần 170-180 cân, vậy mà lại bị một trưởng của anh đánh bay ra ngoài. Còn bản thân Lý Đại Nghị, lúc này nằm trên sofa không nhúc nhích, trong đầu chỉ có một câu không thể nào. Ngay sau đó, sắc mặt của Lý Đại Nghị đỏ bừng, không phải bị Dương Bách Xuyên đánh, là do nhớ đến lúc trước bản thân kiêu ngạo đắc ý không để Dương Bách Xuyên vào mắt. Trên mặt anh ta nóng rát, chóng mặt, hận không thể tìm một chỗ chui vào.
bây giờ anh ta mới thật sự hiểu được lời nói ban đầu của Dương Bách Xuyên, không nên xem thường người trong thiên hạ, một chút cũng không quá phận. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng Lý Đại Nghị không thể bình tĩnh nổi, sấm sét ầm ầm, anh ta là người biết võ, hiểu biết về võ thuật nhiều hơn người khác. Một chưởng Dương Bách Xuyên vừa đánh ra, giống như đánh bay anh ta ra ngoài, khí thế chấn động, thật ra anh ta không bị thương, chỉ đơn thuần là bay ra ngoài. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Dương Bách Xuyên khống chế lực lượng đã đạt đến đỉnh, trong lòng đột nhiên nhớ về lời dạy của ông ba khi dạy anh ta Hoa Mai Quyền. Ông ba là một ông già cổ quái trong thôn, nhưng lại rất yêu thương Lý Đại Nghị, anh ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ ông ba nói anh ta là thần đồng luyện võ. Vì vậy từ tiểu học năm thứ ba đã bắt đầu truyền thụ Hoa Mai Quyền cho anh ta, đến tận khi tốt nghiệp cấp 2, anh ta đi tổng quân. Ở bộ đội dựa vào Mai Hoa Quyền, rất nhanh anh ta đã trổ hết tài năng, trở thành đội quân mũi nhọn của toàn liên đội. Vì vậy Lý Đại Nghị vô cùng cảm kích ông ba, cũng rất hướng về võ thuật của Hoa Hạ. Chỉ tiếc anh ta không gặp được người chân chính biết võ trong người. Ông ba từng nói qua về võ thuật, người có thể khống chế lực lượng, thu phát tự nhiên chính là cảnh giới tông sư. Lúc đó Lý Đại Nghĩa từng hỏi qua ông ba, ông lão có đạt đến cảnh giới đó không? Chỉ nhớ ông ba cười nói, tập võ cả đời, gần đất xa trời mới miễn cưỡng đạt đến. Nói cách khác, ông ba luyện võ hao phí hơn nửa đời người, ít nhất 5 đến 60 năm mới đạt đến cảnh giới thu phát sức mạnh tự nhiên. Nhưng Dương Bách Xuyên đánh một chưởng vào trên người anh ra, làm anh ta bay xa hơn 8-9 mét nhưng không bị thương, đủ để thuyết mình anh đã trở thành tông sư, khống chế lực lượng tự nhiên như lời ông ba nói. Chuyện này, sao có thể? Nhìn qua tuổi của Dương Bách Xuyên lớn nhất mới đầu 20, tông sư võ thuật tuổi trẻ như vậy thật sự làm Lý Đại Nghị khó có thể tin tưởng. Không lẽ thực sự có thiên tài tập võ trăm năm khó gặp? Dương Bách Xuyên chính là thiên tài như vậy. Lý Đại Nghị chấn động nghĩ thầm trong đầu, anh ta vẫn giữ tư thế té ngã trên sofa, nằm không động đậy, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. Sau khi Lưu Tích Kỳ hoàn hồn, tuôn ra một tiếng nói tục. Nhìn Dương Bách Xuyên nói, con mẹ nó, sao cậu làm được vậy? Anh ta thật sự không nghĩ ra, cũng có chút không nhìn rõ người anh em lớn lên từ nhỏ này. Ha ha, lần trước tôi đã nói cho cậu, tôi đã bái sư phụ mà cậu không tin. Dương Bách Xuyên qua loa lấy cớ, cũng không muốn giải thích nhiều. Lưu Tích Kỳ nuốt nước bọt, nói cậu. Nói hơn nửa ngày vẫn không nói ra được. Anh ta muốn hỏi Dương Bách Xuyên đã bái vị sư phụ khủng bố nào vậy. Nhưng nghĩ lại liền từ bỏ, mỗi người có bí mật của riêng mình, có một số việc không hỏi thì tốt hơn. Anh ta chỉ cần biết rằng cho dù Dương Bách Xuyên biến hóa như thế nào, anh vẫn là người anh em của Lưu Tích Kỳ. Dương Bách Xuyên không giải thích nhiều, cười ha ha với Lưu Tích Kỳ, trực tiếp đi đến bên cạnh Lý Đại Nghị, vươn tay kéo Lý Đại Nghị lên. Đứng lên đi, đừng nằm, chắc không có việc gì chứ. Cười hỏi Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên nắm chắc sức mạnh của mình, anh không thương tổn đến Lý Đại Nghị. À ừ, không có việc gì, không có việc gì. Bị Dương Bách Xuyên đánh thức, Lý Đại Nghị nắm lấy tay của Dương Bách Xuyên, vội vàng đứng dậy trả lời. Lúc này sự kiêu ngạo trong mắt anh ta đã biến mất không còn, nhìn Dương Bách Xuyên tràn ngập lửa nóng và sùng bái. Do dự một chút, không nhịn được hỏi, có phải cậu đã đạt đến cảnh giới tông sư hay không? Tông sư. Thứ gì, Dương Bách Xuyên không hiểu ra sao? Có phải hay không cậu luyện võ đã đến cảnh giới tông sư, tôi nghe trưởng bối nói qua, có thể thu phát lực lượng tự nhiên chính là cảnh giới tông sư trong võ thuật. Lý Đại Nghị nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, ánh mắt sáng rực hỏi. Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, anh là người tu chân, làm gì có tông sư nào? Đối với người tu chân, thu phát lực lượng tự nhiên giống như uống một cốc nước lạnh. Dùng suy nghĩ không chế chân khí, cũng chính là lực lượng toàn thân. Chuyện này có gì khó khăn, gần như không phải cảnh giới tông sư trong võ thuật gì đó. Nhưng vì rắc rối không cần thiết, anh dứt khoát gật đầu thừa nhận. Dù sao thừa nhận biết võ thuật còn đáng tin hơn tu chân. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên gật đầu, Lý Đại Nghị đột nhiên làm ra một hành động ngoài ý muốn. Dương tiên sinh, cầu ngài nhận tôi là làm đề đệ. Tôi là bộ đội xuất ngũ. Muốn đi tìm cao nhân trong dân gian để tăng tiến võ thuật của bản thân, cầu tiên sinh thu nhận tôi. Lúc nói chuyện trong mắt Lý Đại Nghị tràn ngập khát vọng, ôm quyền quỳ gối với Dương Bách Xuyên.
À, đừng quỳ, đứng lên rồi nói. Dương Bách Xuyên duỗi tay đỡ lấy anh ta, Lý Đại Nghị cũng không quỳ nổi nữa, lực lượng của anh ta không bằng Dương Bách Xuyên. Nhìn đến lửa nóng trong mắt Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên biết tên nhóc này là một tên tập võ ngu ngốc. Về võ thuật Trung Quốc, trong mắt Dương Bách Xuyên dừng lại ở giai đoạn quyền cước, thật ra vẫn chưa đạt tới trình độ võ công, cho nên nhìn vẫn thấy nhạt. Nhưng hôm nay, sau khi xem Mai Hoa Quyền của Lý Đại Nghị, anh đã có thêm một sự hiểu biết về võ thuật. Chỉ riêng về chiêu thức thì cũng gần tương tự như các trận đấu vật lộn ở hiện đại. Tuy nhiên, từ góc độ thể lực sức khỏe, võ thuật Trung Quốc nhất định phải vứt bỏ một vài đường quyền như Taekwondo. Bởi vì võ học cổ đã được truyền thừa từ lâu đời, là tinh hoa lắng đọng của nền văn minh mấy ngàn năm, mỗi một lần luyện tập võ thuật đều phải hoạt động toàn thân, có thể nói là hoạt động từ đầu đến chân, nội dung bao hàm phong phú hơn nhiều so với những cuộc giao đấu mới nổi lên ở thời hiện đại. Lý Đại Nghị biểu diễn Mai Hoa Quyền, nghe qua là quyền pháp, nhưng trên thực tế lúc biểu diễn lại gần như hoạt động toàn thân, từ bước chân bắt đầu đến nắm tay, phối hợp lẫn nhau, chân, bên hông, hai tay đều phải cử động. Cũng làm cho anh thấy rất giống với chiêu thức thuật ngũ hành dẫn thể mà mình tu luyện, khác biệt duy nhất chính là tu luyện nội công. Nói cách khác, Mai Hoa Quyền của Lý Đại Nghị không có khẩu quyết tu luyện nội công tương ứng, chỉ có chiêu thức, nếu như có nội công tu luyện tương ứng. Như vậy Mai Hoa Quyền của anh ta cũng sẽ gần giống như thuật ngũ hành dẫn thể mà mình tu luyện. Đối diện với ánh mắt nóng rực và yêu cầu nguyện vọng bái sư của Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không đồng ý. Chính anh cũng là một người mới nhập môn, huống chi, chỗ khác biệt chính là Lý Đại Nghị cùng lắm chỉ được xem như một người luyện võ, mà anh lại là người tu chân, hai người hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Nhưng Dương Bách Xuyên coi trọng Lý Đại Nghị. Mặc dù không thể truyền cho anh ta phương pháp tu chân, thế nhưng truyền thụ cho anh ta thuật dẫn thể cũng không thành vấn đề. Thuật dẫn thể trong miệng sư phụ Vân Thiên Tà, cùng lắm là những thứ làm khỏe gân cốt, không còn trong phạm trù tu chân nữa. Tương đương với cấp độ võ công. Nếu đã coi trọng Lý Đại Nghị, dứt khoát truyền cho anh ta thuật dẫn thể thôi, dù sao sư phụ Vân Thiên Tà cũng không thèm để ý thuật ngũ hành dẫn thể, cũng không phải truyền thừa tu chân thật sự. Nhìn Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên hỏi, anh luyện tập Mai Hoa Quyền có khẩu quyết nội công tương ứng không? Khẩu quyết nội công, Lý Đại Nghị sửng sốt, lắc đầu nói, ông Tam chỉ truyền thụ chiêu thức cho tôi, không có khẩu quyết nội công gì cả, chẳng lẽ võ thuật còn có phương pháp tu luyện nội công sao? Thoạt nhìn anh ta cũng không hiểu lắm, cùng lắm chỉ là một người luyện võ mà thôi. Dương Bách Xuyên ngẫm lại liền hiểu. Có thể Mai Hoa Quyền của Lý Đại Nghị từ rất sớm đã có khẩu quyết nội công tương ứng, nhưng bị mất trong dòng sông dài của lịch sử, gần như chỉ có thể giữ lại chiêu thức đến ngày hôm nay. Cũng không biết, trên vùng đất Trung Quốc, còn có người nào tu luyện thuật dẫn thể không? Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Anh lập tức nói với Lý Đại Nghị, tôi cũng chỉ là gà mờ, không thể thu nhận đệ tử, nhưng tôi có thể truyền thụ cho anh một bộ võ công mà tôi hay luyện tập. Có thể thành công hay không thì phải xem vận may của anh. Nghe được Dương Bách Xuyên sẽ truyền thụ võ công của mình, Lý Đại Nghị vui mừng, liên tục nói cảm ơn. Lúc này, Lưu Tích Kỳ ở một bên nhìn không được nói, nhóc Xuyên, dạy cho tôi nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.